Alo, alo, mấy bạn bên đó có nghe rõ và thấy được cái màn hình mình đang share chưa ha? Dạ thấy rồi thầy. Thấy rồi. Ok, rồi. Thì bữa đầu cho nên là cũng hơi có chút setup nó chưa có được thì các bạn thông cảm ha. Cho mình hỏi thăm là bên đó mấy bạn trước khi học học lớp này thì mấy bạn học cái React hay là Angular đồ qua chưa? Từng bạn trả lời đi ha, như là bắt đầu từ Trung nè. Alo, có Trung đó không? Dạ, sẽ nghe thầy ơi. Thì Trung có học qua React hay là Angular trước đó chưa? Dạ, hai môn đó học rồi. Ok. Mấy bạn khác thì sao? Mấy bạn khác có bạn nào chưa biết qua cái đó chưa? Có bạn nào là chưa biết gì không? Mấy bạn cứ chủ động ha, thì chắc là buổi đầu cho nên là mình cũng làm quen, bỏ ít thời gian mình làm quen với nhau để mình hiểu rõ hơn, mình dễ chia sẻ những cái góc nhìn cho các bạn. Chắc là mình sẽ xưng là mình ha, thì mình cũng không biết các bạn ở đây độ tuổi như thế nào hết, mình cũng chưa có danh sách, cũng chưa có lướt qua hết được nữa. Thì mình cũng giới thiệu mình là Phong. Thì mình cũng nhận dáng này cũng là đầu tay, nên là mình sẽ trong cái xuyên suốt dự án này thì mình sẽ chia sẻ những cái góc nhìn trong lúc mình đi làm việc về cái dự án, để mà những cái góc nhìn mà ngoài những cái kiến thức, chia sẻ thực tế cho các bạn để các bạn có cái nắm sâu được trong cái quá trình mình hoàn thiện cái dự án lên em như thế nào. Rồi thì chắc là mình bắt đầu luôn bài học hôm nay ha các bạn ha. Thì cái dự án này ấy, thì là cái theo mình biết cái output cuối cùng á là mình sẽ làm một cái dự án Angular và một cái dự án là React.js. Đó thì ngoài hai dự án đó thì các bạn còn làm một cái còn bảo vệ một cái dự án nữa đó, để mình hoàn thành được cái khóa học. Thì đây đó, mình ngồi những cái dự án đó thì mình sẽ giới thiệu qua cái quy trình mình làm cái dự án như thế nào, và những cái đồ chơi, những cái công nghệ, những cái công cụ mà giúp cho mình, hỗ trợ cho mình làm cái dự án đó nó tốt, nó nhanh đó. Rồi bên ngoài thì có những cái kiến thức gì, những cái cách xử lý công việc như thế nào để mình hoàn thành được cái dự án đó. Rồi cách mình làm report nè, báo cáo nè, cách mình kiểm tra, test đồ đó, test những cái ứng dụng mình làm ra đó, như thế nào. Thì mục tiêu nè, mục tiêu thì đó, như mình vừa nói xong, đó, nắm được cái quy trình phát triển dự án, đó, hoàn thành các cái sơ đồ nè, thiết kế, thì bắt đầu dự án thì mình cần phải phân tích cái yêu cầu dự án, mình thiết kế. Sau đó thì mình thực thi đó, thực thi thì mình cần phải biết source code của mình như thế nào, cấu trúc ra sao đó, rồi viết test cho những cái tính năng mình làm ra đó, có các cái file báo cáo. Rồi cái hình này nó chị mất kiềm chế rồi. Thì trường mình đã gửi slide này cho các bạn chưa ha? Các bạn nhận được slide thông qua đâu chưa? Chưa có nha thầy. Thì chắc là sau buổi học đi ha, sau buổi học thì mình sẽ share qua cái group Zalo cho các bạn. Thì vậy thì bắt đầu buổi học này thì bên phía nhà trường có cung cấp cho bạn cái gì khác không, hay là chỉ là mới có group chat gì thôi? Để chưa có gì hết thầy. Ok. Thì trong quá trình mà mình nói thì mà nếu như mà có cái mục nào mà mình cảm thấy khó hiểu hay là nói nhanh mà đôi khi mình đi nhanh quá thì các bạn nhớ đặt câu hỏi hay là nói để mình nói chậm lại là nó rõ hơn nha. Ở đây các bạn đi làm chưa?
hay là có ai còn đang là sinh viên được không? Có bạn nào đang là sinh viên không? Dạ. Lớp mình có cả hai luôn thầy. Ờ, có cả hai luôn. Rồi, ok, để mình biết mình hồi kết thì nó dễ ha. Thì như những nội dung này thì nó cũng trên slide này, mình xây dựng dán React, xây dựng dán Angular nè, test như nãy giờ mình nói nè. Ngoài ra thì mình có cái phần là đóng gói nè, triển khai, như là mình làm xong cái dự án rồi, mình code xong rồi, mình cần phải triển khai nó lên một cái môi trường thật, chạy thật để mọi người cùng có thể vào đó xem, chiêm ngưỡng ha. Đó, thì đó là quá trình đóng gói và mình triển khai ra. Sau đó thì sẽ có những cái phản hồi từ phía mọi người, mình bắt đầu mình improve dần. Thì ở ngoài nó còn có những cái file là file feedback nè, feedback xong rồi kiểu log bước từ phía khách hàng có ngược về, xong mình sẽ ngồi mình fix những cái bước đó, mình improve lên tính năng. Thì trong dự án này thì mình sẽ dừng lại ở chỗ là mình đóng gói, mình triển khai ra, rồi hơn thế thì mình có cái buổi là mình báo cáo đó, thì mình sẽ nghe feedback từ cái buổi đó ha. Rồi, thì như ban đầu mình cũng có giới thiệu là mục tiêu thì mình sẽ có hai cái ứng dụng, hai cái đồ chơi mà mình sẽ dùng, đó là React. Thì mình sẽ làm cái ứng dụng giao tiếp nhỏ nhỏ để học về cái cách mà mình structure source code đó, và cái ứng dụng sử dụng Angular đó. Thì cũng làm đơn giản thôi, có mấy cái tính năng như là login rồi nè, login rồi như React giao tiếp thì mình có chat, nó giống giống như app Slack mà các công ty hiện giờ đang dùng đó, chat giữa mọi người với nhau, những cái kênh nữa, những cái kênh có cả database, mình lưu dữ liệu, từ phía người dùng, mình lưu xuống dưới database rồi mình load lên. Đây là những cái tính năng mà mình sẽ làm nè, cái mục mà mình sẽ làm trong hai dự án này là mình xây dựng cấu trúc dự án nè, mình thử làm một vài cái design, rồi mình code ra HTML đó. Rồi khi mà mình ra được UI rồi thì mình cần phải xử lý dữ liệu, mình thiết kế những cái luồng dữ liệu như thế nào đó. Rồi tính năng đăng nhập đăng xuất thì hầu như là những cái tính năng nó làm lúc nào mình cũng có nó hết trơn. Rồi ngoài những cái tính năng thì nó có những cái tính năng quản lý nè, thì hầu như các cái ứng dụng bây giờ tính năng nào nó cũng đụng tới phần thêm sửa xóa hết. Và đặc biệt hơn thì có tìm kiếm, filter, import đó, thì ở đây mình cũng làm những cái tính năng quản lý cơ bản thôi để mình học được cái cách mà mình làm một cái dự án. Như bên React thì mình có làm tính năng tạo phòng chat nè, tham gia phòng chat, xem tin nhắn, rồi nhắn tin. À phải rồi, như là những cái buổi học mà các bạn học trước đây thì thường thì các bạn có được nghỉ giải lao dưới giờ không? Và thường thì mình được nghỉ bao nhiêu phút? Chà, các bạn ít. Tùy thầy, có thầy cho nghỉ, có thầy không ạ? Thì mình nghĩ là chắc là mình cũng nên nghỉ một tí, nhiều như là 5-10 phút gì đó để mình có một khoảng thời gian đó mình đặt câu hỏi nữa chứ. Rồi các bạn cứ tự nhiên tương tác nha. Thì mình trên tinh thần là win to win đi, nghĩa là mình cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau để mình nắm được rất nhiều kiến thức nhất có thể để mình hoàn thành cái dự án như nó tốt, chứ không có, đừng có ngại gì cả. Thì khi các bạn đặt câu hỏi, các bạn hỏi thì mình mới biết được à mình nên giúp các bạn như thế nào nha. Chứ mình thì mình cũng không rõ là thì hôm nay mình lên lớp này mà mình các bạn có thích học trên lớp không? Hay là thích học online hơn? Các bạn nào thích học online hơn không?
Chắc là con, chắc là online thầy, tại vì em thấy có một số bạn con ở thành phố online đó tại thì chắc là thời gian sắp tới đây thì mình cũng lên lớp, mình sẽ cố gắng mình lên lớp mình ngồi, cho nên là có cái bất kỳ cái câu hỏi nào mà cần gặp mặt giao tiếp đó thì các bạn cứ nhắn tin thử xem là hôm đó mình có ở trên lớp không, nếu có thì các bạn chạy lên thì mình sẽ hỗ trợ các bạn giải quyết những cái thắc mắc đó, cho nó tiện hơn với các bạn. Các bạn có xa trung tâm không? Có xa lắm không? Chắc là thầy ơi, cho em hỏi xíu hồi nãy nghe không rõ này. Thầy hỏi đi. Là cái môn này là mình làm tổng cộng là tới ba cái ứng dụng đúng không thầy? Một cái React, một cái Angular với một cái cuối cùng nữa. Đúng rồi. Thì theo như mình biết là như vậy. Có một tháng thôi đó. Mình thấy thời gian là một tháng để mình hoàn thành được ba cái ứng dụng đó. Cái cuối cùng là mình xài công nghệ gì thầy? Cái cuối cùng thì mình được chọn, nhưng mà theo mình biết á, là hiện tại bây giờ bên ngoài nè người ta dùng React nhiều đó, rồi cũng thông dụng, cho nên là bên trung tâm cũng hướng các bạn nên chọn React thì sau này công việc nó cũng dễ tiếp cận hơn. Các bạn cũng học qua hai cái ngôn ngữ này rồi mà đúng không? Thì chắc là độ mình có tương lai mình tinh chỉnh rồi đó, thì nói chung là các bạn cũng tùy ha, nhưng mà theo mình biết là trung tâm đang hướng thì các bạn nên chọn React để làm cái đồ án bảo vệ. Còn hai cái ứng dụng này thì là mình sẽ làm bài tập, mình làm lab, mình làm quiz trong theo hai dự án này, cả React và cả Angular luôn. Rồi, vậy có câu hỏi nào không? Thích quá, mình thích được hỏi lắm á. Nên cứ mạnh dạn hỏi nha. Hai cái bài vì áp dụng Angular thì thầy hướng dẫn thầy, còn cái bài cuối là tự làm á thầy. Thì trên tinh thần tự làm, nhưng mà các bạn vẫn cứ hết sức là thoải mái nha, cứ hỏi thoải mái đi, mình số bột tận răng cho. cái bài cuối thì mình làm trong bao lâu vậy thầy? Theo mình thấy là hình như là một tuần cuối này phải. Thì thực ra thì đồ án theo mình nghĩ là chắc nó cũng đơn giản thôi. Các bạn có thể làm một cái UI này, bao gồm như là một cái trang nào đó mình show lên cái danh sách sản phẩm chẳng hạn. Rồi mình có đăng nhập nè. Thì khi mà thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì phải kiểm tra các điều kiện cơ bản như là có login hay không. Login vào thì mới được mua hàng, còn không thì chỉ được add vào giỏ hàng thôi. Đó, thì những cái phần xử lý data cũng đơn giản thôi, mình làm ở mức độ là một quan trọng là mình biết được một cái quy trình mình làm được từ cái bước để mình hoàn thành được cái dự án đó. Đó, rồi các bạn bảo vệ thì thời gian cũng một tuần mà, nên là các bạn cũng thoải mái ha. Theo em được biết thì hình như là lớp trước là cái đồ án cuối kỳ là làm một cái website về thời trang này. Em nghĩ là một tuần có lẽ là không đủ đâu. Thì để mình thì mình nghĩ cũng có khả năng là mình sẽ được làm từ đây cho đến tới đó mà, nhưng mà để mình xem lại bên phía trung tâm như thế nào đã, cái gì mình báo lại với các bạn rõ hơn về cái đồ án cuối cùng ha. Rồi, các bạn còn câu hỏi nào nữa không, mình tiếp tục ha. Rồi, về kiến trúc thì công nghệ này thì mình cũng có lướt sơ HTML, CSS với JavaScript, thì những cái này là bộ ba rồi ha. Làm với Runtime thì chắc cái này là ba cái mục là không thể thiếu trong CV rồi đó. Chắc chắn mình cũng phải biết đến mức độ là có thể là người ta cho cái design thì các bạn có thể dùng ba cái thứ này để các bạn chuyển nó qua code. Đó, thì đó là một cái là mình có thể xin việc được rồi, đã làm freelancer được rồi đấy. Còn type read này thì để nó giúp mình làm cái mạnh về cái data type hơn thôi. Thì thường bây giờ JavaScript bữa nay ES6 rồi thì nó cũng có hỗ trợ class drop type hết rồi. Thì cái này cũng là một option đó. Thì thường bây giờ những công ty mà kiểu là hồi xưa nó làm JavaScript phiên bản cũ thì bây giờ có xu hướng nó
nó sẽ nâng cấp theo cái này. Bạn cũng có thể trau dồi thêm về thay viết để mình mạnh hơn, mình cũng dễ phù hợp với cái công việc. Rồi Angular thì các bạn cũng học rồi trước đó rồi. Material là một cái đại loại như một cái framework UI, nó hỗ trợ mình build UI nhanh hơn, nó làm sẵn hết rồi. Mình install về mình có từng UI gì trên đó. Rồi router là mấy cái phần giúp cho mình định tiếng nè, ví dụ như mấy cái đường dẫn ở phía trên cái thanh URL đấy, rồi nhập vào thì mình config để cho nó work đi đến cái bay nào đó. Rồi directory em xin về thì mấy cái này là để xử lý data này, hỗ trợ mình làm phần data flow. React thì cũng là một library giúp cho mình build một cái trang web dạng mạnh về component. Style component là một cái thư viện giúp mình làm mình đẹp CSS, nhưng mà nó được viết bằng JavaScript, nó có thể gen ra được cái component luôn đó, cái style cho nó ra luôn cái component mình dùng luôn. Redux cũng là một cái thằng library thôi, hỗ trợ phần data flow là mình quản lý cái dữ liệu action rồi đó. Thì hàng này thì nó hỗ trợ dựa trên hàng này thôi, nó chỉ làm mạnh hơn, nhiều đồ chơi hơn đó. Thì về dữ liệu này, về database chỗ mà để mình lưu nè, bây giờ để mà làm dự án nhanh gọn lẹ thì Firebase là thôi khỏi chê rồi ha. Firebase sản phẩm của Google. Re nữa thì Re thì đâu đó nó cũng có số lượng request giới hạn nhiều hơn bao nhiêu thì nó cũng tính phí, nhưng mà cơ bản mình chơi được Re cũng đã dư sức rồi. Ethereal này thì cũng là một thằng, nhưng mà hình như là nó không Re, nó cũng mình cũng chưa chưa biết tới thằng này, nhưng mà hình như nó không Re đó. Thì đại loại nó cũng là một cơ sở dữ liệu, cũng như, nó có nhiều sản phẩm lắm, trong thằng này có nhiều thằng lắm, thì nó cũng có support database. Git là cái chỗ mà để mình lưu code nè, chắc mấy bạn làm cái dự án trước thì chắc cũng sử dụng Git nhiều rồi ha. À, về cái phần mà Git mà kiểu cái convention á, khi mà chúng ta làm lab hay làm Git gì đó thì trước đó thì các bạn có một cái cách làm việc nào chưa? Ví dụ như cái tạo pull request thì đặt tên như thế nào? Người có tiếng Việt hay tiếng Anh gì trong cái phần body thì cứ khai báo những cái mục nào chưa? Có cái template nào không? Các bạn, trước đó các bạn có làm theo cái dạng đó chưa? Các bạn cứ tự do chia sẻ nha, cứ không sao đâu, cứ bật mic nói không sao đâu. Lỡ có trùng thì mình nhường từng người nói không sao hết. Mình cũng có thấy trong group Zalo đó, mình cũng thấy các bạn cũng tạo pull request, thì cũng có cái refresh là lab số bao nhiêu đó, rồi bên trong thì các bạn commit lên. Thì các bạn có cái đó là do cái thầy trước quy định hay là các bạn có tự do làm mấy cái đó? Ôi, có ai mạnh dạn chia sẻ cho mình biết không? Dạ, ý thầy là chỗ nội dung của chỗ commit hay sao thầy? Đúng rồi, nội dung của chỗ commit. Cách mình là làm một bài lab thì sẽ tạo pull request ra có cái title như thế nào. Khi đó có ai quy định format không hay là mình tự do? Dạ, gõ cái có ý nghĩa xíu là được thầy ơi, chứ không có quy định gì. À, thì để hôm sau mình sẽ đưa ra một cái cách mà mình sẽ share cho các bạn một cái cách mà ở một cái công ty nó đang làm như thế nào, để mình nhìn vào đó mình sẽ có những cái suy nghĩ nó khác hơn tí đó. Thì thực ra là đúng là mình cứ thoải mái thôi, nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy một cái doanh nghiệp họ làm thì đôi khi mình sẽ thấy những góc nhìn mới, nhìn mình sẽ làm tốt hơn. Thường thì ví dụ như đi làm, ví dụ như task đi, là một cái task là họ sẽ tạo cái rank mới với cái refresh là task, sau đó là họ xẹt xuống separator ra, ví dụ ha, ví dụ như thế này, như là task
xong rồi sẽ xuống, xong rồi đến cái mã của cái tab đó, ví dụ như là cái project thì như là Jira chẳng hạn đi, rồi cái mã của cái ticket đó, rồi đến cái message name, cái title của cái đó. Nhưng mà thường thì title này ít có người làm đó. Thì ví dụ như thế này, họ sẽ tạo rank như thế này. Rồi sau khi họ làm xong, họ code xong, rồi họ tạo pull request lên, thì họ cũng sẽ naming cái pull request đó tên như thế nào đó. Thì bug thì họ sẽ như thế này, hoặc là hotfix đó. Kiểu như thế thì mình cũng nên nhìn qua xem để mình biết được là mình nên làm thế nào cho nó tốt hơn dần dần. Với lại là có lúc đó, thì thực ra cái đó nó sẽ không quan trọng đâu, cho đến khi mà một ngày nào đó mình nhớ sực là mình đã có code cái feature đó ở commit tên gì đó, thì lúc mà mình tìm lại đó thì nó sẽ giúp cho các bạn tìm được đó. Thì thực ra thì lúc mà gặp cái sự cố đó rồi mới cảm giác là lúc mà mình naming nó sẽ giúp cho mình search nhanh hơn, thì đôi khi đó cũng là một cái điểm cộng. Rồi thì mình sẽ nói sơ các quy trình cần thiết để mình làm dự án ha. Thì bên ngồi thì cũng sơ sơ thì cũng có mấy cái quy trình cơ bản thôi. Thì đầu tiên thì phải có BA nè, có BA, có product owner rồi đó, đi tìm xem có cái feature nào cần làm cho product, rồi phân tích ra vượt cái thị trường không. Xong rồi nếu có UI thì cần phải thiết kế, không UI thì cũng phải còn thiết kế những cái mô hình thiết kế hệ thống như thế nào đó thì cũng phải thiết kế. Thì sau đó mình mới lập trình, mình thực thi, làm từng bước theo như cái BA đó. Thì làm xong thì mình phải kiểm tra xong xuôi hết, ok hết, qua các cái môi trường rồi, có môi trường testing, môi trường staging đó. Sau đó là mình mới triển khai ra một cái môi trường cho khách hàng đó. Thì đó là ở bên ngoài họ làm. Còn như trên lý thuyết thì có trên slide nè. Thì thực ra thì slide thì mình nghĩ là các bạn có thể đọc được, nên là bạn cứ chịu khó đọc qua xem nó nói gì trong đó. Thì mình sẽ lướt sơ qua, thì khi mà gặp những cái vấn đề các bạn có thể hỏi sâu hơn những cái khái niệm đó chẳng hạn, mình sẽ chỉ các bạn hơn. Thì mấy cái giải pháp, mấy cái yêu cầu này nè, thì thường là mấy cái anh mà bên product đó, thì trong ngành IT mình có nhiều role mà, các bạn cũng có thể tìm được những cái role đó, product nè, rồi BA nè, BO nè. Đó, thì mấy ông đó là mấy ông đi ngồi, cũng ngồi xuống phân tích xem là bây giờ cái product của mình đang làm nó cần tính năng nào, nó đối thủ có tính năng nào, tính năng nó làm như thế nào, thì họ sẽ phân tích, khảo sát xem có cần không, có cần làm hay không. Đó. Rồi sau khi họ làm được tính năng, họ sẽ nghiên cứu xem tính năng nó sẽ đi chung với những cái phi tính năng nào. Đó. Phi chức năng nghĩa là ví dụ như là một cái trang bán hàng, ví dụ mình làm trang bán hàng thì mình deploy lên trên một cái hot đi, thì mình cần phải biết được rằng cái hot đó nó có thể tải được bao nhiêu user trong một giây, trong một thời điểm cùng lúc thì có bao nhiêu user có thể truy cập được mà không có bị đứng trên web, bị chết web đó. Thì đó là những cái yêu cầu phi tính năng, nên khi mình làm cái đó thì mình còn phải để ý. Nếu có câu hỏi thì các bạn cứ hỏi nha. Nhớ xin nha là hỏi thoải mái. Nhưng mà thông qua cái dự án này thì mình nghĩ chắc các bạn có những gần như là full tắc run end luôn chứ gì nữa. Nào là mình thiết kế, rồi mình BA, rồi cả mình lập trình, rồi đến mình test luôn cái mình sản phẩm mình làm ra nữa, thì mình nghĩ là đầy đủ các luồng rồi đó. Đó, thì bên ngoài cũng có nhiều cái mô hình lắm. Mô hình phát triển dự án nghĩa là một cái, nó giống như cái quy trình vậy đó. Nghĩa là làm phần mềm thì mình cũng có cái quy trình, cũng giống đi khám bệnh, mình có quy trình, mình nộp giấy, sau đó mình lấy phiếu, rồi mới vô mình khai báo bệnh như thế nào, rồi lấy thuốc, tính tiền. Thì này làm chỉnh như vậy. Như ở đây thì có mô hình thác nước nè, rồi mô hình Agile nè. Ở ra thì nó đi chung với quy trình Scrum đó, hay là mấy cái mô hình như là xoắn ốc đó, thì cũng lạ đời lắm. V-model nè, Spiral, mấy cái mô hình tăng trưởng, rồi đó. Nói chung là nhiều lắm, search Google thì nhiều lắm. Nhưng mà thường bây giờ thì mình thấy hầu như những công ty mà làm outsource hay là product gì đó thì họ sẽ dùng cái mô hình là Agile Scrum ấy.
Nhưng mà waterfall á, waterfall cũng có, mà thường là những dự án kiểu là mình nhận nó nhỏ, nó ngắn hạn, như là nó làm hai từng theo dạng theo quý, 3 tháng, 6 tháng thì họ sẽ dùng waterfall nhiều. Đó. Thì waterfall thì nó sẽ có các bước nè, thì như là mình sẽ thu thập những thông tin đọc cho mình, rồi mình phân tích nó ra những yêu cầu. Thì sau đó mình có yêu cầu rồi, mình phân tích rồi, mình phải thiết kế hệ thống theo cái yêu cầu đó. Thì cái mô hình này thì nó phải làm từng bước, có nghĩa là anh mà đi lấy yêu cầu, anh phải thu thập trước, rồi sau đó về rồi mới tới anh thiết kế. Anh thiết kế xong rồi mới đưa xuống anh thực thi. Đó, thì nó sẽ làm theo từng bước như thế này. Đó, mà hễ mà làm tới đâu mà lủng tới đó mà không phải phải làm tiếp luôn, không được quay lại dưới chừng. Đó, thì làm xong là làm hết về họ mới quay lại. Đó, thì đôi khi đó cũng là cái nhược điểm. Thì sau khi phát triển xong mình có phần duy trì này, nghĩa là lắng nghe feedback để phát triển, rồi chỗ nào sai thì sửa. Đó, mô hình waterfall. Thì cái mô hình này nó có một câu thần chú thôi. Thì đầu ra của cái giai đoạn trước đó là đầu vào của giai đoạn sau. Đây, đây thì nó mô tả mấy cái bước trong cái mô hình đó. Thì cái này mình nhìn cái tên thì chắc mình cũng ok ra. Các bạn giỏi tiếng Anh không? Trời, học cái ngành này mình nghĩ là chắc phải không dở, không giỏi thì nó cũng thành giỏi à. Mình nghĩ suốt ngày mình cứ đọc tài liệu tiếng Anh thôi chứ, rồi thì nó cũng sẽ quen dần. Đó, thì những cái khi này thì chắc là đọc thì mình cũng đoán được nó sẽ làm cái gì ha. Trong quy trình phát triển dự án này thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ thích nhất là phần nào? Các bạn chia sẻ đi. Có bạn nào định hướng cho mình là sẽ đi làm system analytics không? Hay là BA hay là BO không? Dạ, bộ chia sẻ cho mình biết đi, để mình còn có cơ hội được hướng dẫn vô làm chung rồi nữa. Ở mô hình này các bạn có muốn hỏi gì không? Thì mô hình này thì như mình nói đó, thường thì nó áp dụng cho mấy cái quy mô vừa nhỏ thôi à, vì kiểu nó làm kiểu cuốn chiếu lắm, thằng trước làm xong rồi thằng sau mới làm được, cho nên là lỡ mà có cái gì đó mà sai ở giữa cái pha đó thì sửa đâu có được. Cho nên là những dự án nhỏ nhỏ làm ngắn hạn thì nó phân tích rất là kỹ, phân tích từ đầu nó làm kỹ lắm, làm xong rồi nó tới là thực thi cũng vậy, nên nó làm kỹ như vậy thì nó cũng ít có sai sót. Ưu điểm thì mình nghĩ là chắc cái dễ phân công công việc, thì kiểu là mình phân tích nó rất là rõ rồi, hầu như là chi tiết luôn á, nó viết tài liệu kỹ lắm. Nhưng mấy công ty outsource thì thường họ nhận những cái dự án bên ngoài về đó, thì thường các cái bên mà outsource thì họ đốc kêu mình rất là kỹ, hoặc là những cái bên có những bên người ta người họ đặt hàng một cái công ty outsource, họ làm xong phase 1, xong họ đốc kêu mình cái phase 1 đó xong, cái rồi bữa sau họ không thuê công ty nữa, họ thuê công ty khác, họ sẽ đưa cái những cái đốc kêu mình đó, hoặc là những công ty nó chiên nó sinh ra để nó làm đốc kêu mình cho những dự án luôn, nó làm rất là kỹ. Thì khi mà các bạn mà được tiếp cận cái dự án đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái document của mình làm rất là xịn.
làm rõ lắm, cho nên là thành ra nó phân tác phân đồ là dễ dễ giám sát nữa. Nhược điểm thì đó, như là kiểu cái mô hình nó là cứ làm có sai cái là thôi luôn, nó mà sai ở bước đầu thì còn dễ, sai tới bước cuối rồi thì thôi luôn, quay lại coi như sửa nó thì đi từng giai đoạn làm tốn nhân công. Thì trong bài này mình cũng lướt qua chừng hai cái mô hình ha. Thì mô hình thác nước đó là waterfall, và đây là mô hình thời gian này. Mô hình thời gian này thì nó đi chung với room. Thì thực ra mà nói làm theo quy trình, kiểu chữ quy trình thì nó kiểu mình sẽ rất là khó chịu, nhưng mình chưa quen quy trình mình sẽ rất là khó chịu ha. Kiểu rườm rà đó. Đầu tiên thì phải muốn có ticket làm thì phải để nói ra cái idea của mình, thì đó là góc độ là mình feedback thôi. Họ ở phía trên họ tạo ra ticket, xong họ để đó, họ đánh đổ ưu tiên theo sản phẩm, sau đó họ sẽ landing vào làm ở quý nào thế nào đó, sau đó họ sẽ đưa vào trong cái ring họ làm. Nhưng mà nó rất là rườm rà qua từng bước qua từng giai đoạn đó. Đặc biệt nó rất là, nói chung là nếu mình chưa hiểu được quy trình thì nó sẽ chán lắm. Ví dụ như ở bệnh viện đi không, mình sẽ vô lấy đầu tiên đi khám, mình vô phải nộp mà nộp một cái thẻ bảo hiểm mà, sau đó thì họ mới gọi mình tới, họ bệnh cái gì họ mới cấp cho cái phiếu, mới tới đó mình mới kiểm tra bảo hiểm nọ kia xong, sau đó là mình mới được đi đến cái chỗ mình khám, khám xong mình sẽ đi uống thuốc đó. Thì quy trình nó cứ đi vòng vòng vậy đó, thay vì nếu như mà có ai đó hỏi mình là bạn bệnh gì dẫn tới phòng đó thôi. Đó. Nhưng mà giả sử nếu như không có cái quy trình đó đi thì rất là lộn xộn, ai cũng đi chỗ này, ví dụ người này bệnh ho nhưng mà đi tới ông bác sĩ tay chân hỏi, đó là cái phiền, nhiều người như vậy thì nó sẽ rất là rối loạn. Thì cho nên cái quy trình nó sinh ra để làm cho cái mọi thứ nó hoạt động đúng lại, nó nhanh hơn đó. Thì từ đó thì nó mới có mấy cái mô hình, nó mới có mấy cái quy trình này ra đời để làm cho nó từng giai đoạn nó rõ ràng. Thì cái mô hình assign và quy trình room này á, thì nó chia cái yêu cầu của mình ra thành nhiều giai đoạn. Là cái nó nhận một cái tính năng đi, một cái tính năng là như tính năng login đi. Tính năng login này nó nhỏ quá, nó sẽ đúng chính xác là nó dùng cái từ là authentication, xác thực người dùng. Thì nó sẽ chia thành ba giai đoạn, giai đoạn nó làm giai đoạn đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, chẳng hạn như thế. Mỗi tính năng như vậy thì nó sẽ có bộ phận thiết kế, phân tích thiết kế, xong rồi thực hiện, người thì kiểm tra, xong rồi mình triển khai cho khách hàng. Đó. Thì cái này thì thường mình làm việc, mình tương tác với khách hàng, mình làm xong feature là mình khách hàng được nhìn thấy luôn, đó, được feedback lại trong cái ring đó luôn. Thì mỗi một cái giai đoạn như vậy thì mình sẽ làm một số lượng cái tính năng nó định trước thôi, nhưng mình không có làm hết nguyên một cục to như là waterfall. Waterfall là mình làm hết cả dự án luôn, phân tích hết mình làm hết luôn. Nhớ chia từng giai đoạn như thế này cũng có những cái mục đó thôi: phân tích yêu cầu, thiết kế, code, test, release. Đây là hình ví dụ kinh điển, hình này dễ tìm. Thì trong cái quy trình room nè, nó sẽ chia từng cái backlog ở đây nó giống như là những cái mục, những cái mục tính năng mà product mình cần phải có. Ví dụ như là nó ví dụ trong chương trình học này, mình nghĩ cái này thì ví dụ này cũng kinh điển rồi ha, mình sẽ lấy cái hình cho nó dễ. Đây đi, đây cái room process nè. À, cái này mình sẽ giải thích là đầu tiên là ông product owner là cái ông đó là ông chủ cái sản phẩm đó. Ông sẽ biết là trên thị trường cần có những tính năng đó. Ví dụ mình làm một cái trang web đi, trên thị trường ông sẽ thấy là có cái tính năng là chatbot đó. Thì ông ngồi ông đưa vô một cái item
thực hiện cái tính năng chatbot đó, hoặc là ông sẽ thấy một cái tính năng nữa là người ta mua hàng á, người ta cần mình cần phải lưu lại những cái thông tin mà người ta xem sản phẩm nè, người ta click vô cái sản phẩm nào mình cũng phải lưu lại nè, để từ đó mình biết là mình phân tích xem là người đó có đang muốn mua hay không để mình cho họ cái giảm giá chẳng hạn. Thì đó là cũng là một cái tính năng đó, thì những cái đó gọi là một cái backlog. Họ sẽ ngồi nghĩ ra hết những cái tính năng mà kiểu là thị trường cần, cái product đó cần, họ sẽ click ra lưu lại đó. Xong rồi tới một cái buổi, nó sẽ có một cái buổi gọi là green landing. Thì cái buổi này á, ông sẽ ngồi đưa ra những cái item của ông mà ông muốn làm, ông thấy được cái đó là cần làm gần nhất, thì là ưu tiên nhất đó, phải làm liền á, thì sản phẩm bán nó mới được, kiểu như thế. Như là thị trường này rất cần, hoặc là kiểu tính năng hồi đôi khi cũng có những cái lỗi mà nó rất là cần phải được sửa nhanh thế này, thì đó cũng coi như là một cái bất lắc luôn đó, một cái feedback, một cái phản hồi của khách hàng cần sửa chẳng hạn, cần cải thiện chẳng hạn. Ví dụ như là những cái giỏ hàng xấu quá chẳng hạn, thì đôi khi cũng là một cái rồi bất lắc. Thì tới cái buổi landing đó, thì cái ông đó ông sẽ có quyền là ông quyết định xem là cái nào là cần phải làm liền, thì họ sẽ đưa những cái mục đó vô trong cái landing. Họ sẽ ngồi, họ nói rõ ra cái feature đó, cái tính năng đó làm cái gì, làm như mục nào, để cho team ngồi nghe, để hiểu được đó, để mà có được cái suy nghĩ trong đầu là tính năng nó như thế nào, nó làm như thế nào. Sau đó thì trong team mới bắt đầu là mới tính được là trong một sprint thì thường nó sẽ là 1 đến 4 tuần đó. Thì hiện tại mình đi làm mình thấy thường mọi người đang apply kiểu là một sprint là 2 tuần là nhiều. Đôi khi những cái sprint mà nó rơi vào những ngày lễ chẳng hạn, thì họ thường sẽ mở rộng ra thành 3 tuần đến 4 tuần đó. Thì khi mà với cái lượng sprint như vậy thì họ sẽ đưa vào những cái backlog cần làm vừa đủ trong ring nó để hoàn thành và vừa có thể kiểm tra được, test được, rồi mình release được cho khách hàng đó, thì họ mới đưa vào. Thì khi mà họ estimate được cái tính năng nó làm trong bao lâu đó, thì estimate ở đây nó sẽ có hai loại, một loại là estimate time, một loại là estimate bằng một cái đơn vị là storyboard đó, sinh ra những cái khái niệm mới vậy ha. Thì estimate time nghĩa là mình, ví dụ như tính năng là chatbot đi chẳng hạn, ví dụ như mình sẽ ngồi mình rã tab ra, suy nghĩ xem đầu tiên mình sẽ tích hợp chatbot của ai, như chatbot của Facebook thì mình cần thời gian đọc đúc thư mình của Facebook, mình cần thử nghiệm xem nó hoạt động ra sao đó, sau đó mình mới iteration cái chatbot đó vô trong dự án của mình, sau đó mình sẽ kiểm tra đó, sau đó mình deploy, mình review code, mình test, mình feedback. Thì những cái khoảng thời gian đó cộng lại là cỡ bao lâu, ví dụ mình sẽ ra được con số, thường sẽ là số giờ bao nhiêu đó, 8 giờ hay là 1 ngày 2 ngày gì đó, mình sẽ estimate được. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào là mỗi người sẽ có một khả năng khác nhau. Ví dụ như một bạn mới ra trường 1 năm, 2 năm kinh nghiệm thì họ sẽ estimate thời gian nó sẽ dài hơn, họ cần nhiều thời gian để hiểu hơn, research nhiều hơn đó. Còn bạn nào làm lâu rồi, hoặc là cái bạn đó kiểu bạn vừa mới làm xong cái chatbot trước đó đâu đó, bạn có rất là nhiều kinh nghiệm về cái đó nên bạn làm sẽ rất là nhanh, thay vì 3-4 ngày họ chỉ làm 1-2 tiếng là xong rồi đó. Thì cái time nó sẽ có cái độ không có đồng nhất giữa các member trong team, cho nên thành ra nó mới có cái đơn vị mới là storyboard đó. Thì storyboard là một cái đơn vị mà mình sẽ cần đưa ra, mình đánh giá một cái tab ở đây là mình nói là backlog đó. Thì một cái backlog như vậy thì nó sẽ được đánh là bao nhiêu bone và phù hợp. Thì bone này không phải là một người nào đó cụ thể đánh, mà là cả một cái team trong cái ring này đó, họ đánh, họ ngồi lại với nhau. Thì bạn nào đó mà làm về cái đó, họ sẽ rip ra, họ sẽ mô tả ra cái cách thức mà họ làm cái tính năng này gồm những cái bước nào đó. Ví dụ như tính năng login đi, thì họ sẽ cần làm những việc gì, thì họ cần phải đọc file thiết kế nè, họ cần phải đọc document xem là cái phần mà xác thực dữ liệu email thì xác thực như thế nào, rồi mật khẩu thì xác thực như thế nào, design thì có khó khăn gì không đó, list nút checkbox quên mật khẩu thì xử lý ra sao. Họ sẽ ngồi họ list ra hết những cái clip đó, thì họ làm
cái công việc của họ làm như thế nào, độ phức tạp của nó có khó hay không, đó, xử lý nó có khó khăn hay không, thời gian và số lượng công việc nó có nhiều hay không. Thì dựa vào những cái tiêu chí đó, họ sẽ cho ra một con số. Nhưng mà cái lúc mà đánh bon đó, thì tất cả mọi người trong team cùng nhau đưa ra một cái bon cùng một lúc, để tránh cái trường hợp là ví dụ như cái bạn mà rành về cái mảng đó đó, bạn nó sẽ đưa ra một con số ví dụ như là số 3 bon đi chẳng hạn, thì các bạn khác sẽ kiểu là sẽ bị kiểu như là bias á, các bạn sẽ bị thì có thấy bạn đó đánh 3 bon bạn đó giỏi, nên là mình sẽ theo con số 3 kiểu như thế. Thì không có, để mà không bị như thế thì mọi người sẽ đánh đồng nhất một lần đưa ra. Thì khi mà đánh như vậy thì sẽ có độ chênh lệch giữa các member với nhau, họ sẽ không hiểu được vị trí của nhau. Thì khi mà họ đánh như vậy, họ sẽ đưa ra được rất là nhiều góc nhìn khác nhau về cái tích, về cái backlog đó. Để làm được backlog, họ sẽ làm gì, họ sẽ ngồi suy nghĩ họ làm như thế nào, và họ ước tính được cái độ khó, cái độ rủi ro của cái backlog đó gây lại cho cái dự án. Thì từ đó họ sẽ đưa ra một con số, thì cái con số này sẽ rất là chênh lệch. Do đó là các cả mọi người cùng nhau đánh cho đến khi nào mọi người cùng đồng thuận một con số duy nhất đó, thì con số đó cuối cùng nó sẽ định lượng được cho cái backlog đó. Thì thường một print đó, ở mỗi công ty thì mình cũng sẽ nghĩ là nó sẽ khác nhau thôi. Mà hiện tại như là ở công ty mình đi chẳng hạn, ở ngoài thực tế thì họ một print đó, với một member họ sẽ làm 13 bon đó. Thì cứ nghĩ là trong print đó bạn nào làm hơn 13 bon như là bạn đó đang làm rất tốt hơn. Còn bạn nào mà làm không kịp á thì mình cần phải xem xét lại xem cái ticket đó đánh bon nó có thật sự đúng hay không. Đó, các bạn làm hơn cũng vậy ha, mình cũng cần xem là cái bon đó mình đánh có thật sự là đúng, có xác đáng hay không. Đó, hoặc nhiều khi cái ticket đó nó khó, mình đánh có 2 bon nó cũng không đúng. Nhưng mà đó là một sự đồng thuận của rất nhiều member trong team, hầu như là hết. Cái buổi ring landing á là hầu như một team sẽ vào hết. Rồi, thì sau khi đánh bon như vậy thì họ cái anh VM, cái anh mà room master đó, thì anh này là anh ngồi là vị trực bên product owner lại team, anh là cầu nối giữa hai nhân vật này. Anh sẽ ngồi anh check xem là những cái sau khi đánh bon ra có số hết rồi, anh sẽ biết được là trong ring này mình cần đưa những cái task nào, những cái backlog nào vào ring mà nó có thể có khả năng hoàn thành được, nó không có phải bị run over, nó không phải là kiểu mà làm không kịp phải chuyển qua ring nữa đó. Nghĩa là anh này sẽ quyết định chuyện đó. Rồi thì sau khi mà đưa vào ring rồi, mình sẽ kick off ring, mình chạy ring. Thì khi chạy thì mỗi ngày mình đều có daily, thì nó là daily room này. Thì cái daily room này nghĩa là cứ sáng lên, thường mọi người xong xuôi đâu hết, ổn định vị trí hết rồi, sẽ daily room. Thì mình sẽ nói là hôm qua mình làm gì, hôm nay mình kế hoạch là mình sẽ làm cái gì, công việc của mình có bị lock không, mình có lock người nào đó hay không. Thì kiểu như là công việc của mình đang làm, nhưng mà vì bị một cái ticket nào đó nó chen ngang, nó mình không làm tiếp được nữa, phải ticket kia phải giải quyết được xong thì ticket của mình mới làm tiếp được. Thì đó gọi là lock. Thì khi mà các bạn trình bày cái lock ra thì các member khác có khả năng là họ sẽ giúp mình, họ gỡ cái phần đó cho mình để mình có thể hoàn thành tiếp được mà không bị trễ lên. Đó. Rồi thì cuối rin thì thường rin 2 tuần thì cũng nhanh lắm, chớp mắt cũng tới à, deadline là cứ nhập mặt luôn. Rồi thì khi mà cuối rin á thì nó sẽ có cái buổi rin review. Thì cái buổi này sẽ ngồi tổng kết lại, thì là trong rin vừa rồi mình làm được bao nhiêu bon, có những điểm nào mà mình chưa làm được đó, rồi vì sao chưa làm được, rồi mình sẽ lên kế hoạch là mình sẽ release những phần nào thì mình sẽ xin khách hàng để mình giữ lại mình chưa release được đó, làm report. Thì sau cái buổi rin review này xong thì mình sẽ có một cái buổi là rin report retro. Thì cái buổi rin retro này á là mình sẽ ngồi mình đánh giá lại là trong rin vừa rồi cái điểm gì là tốt nhất, cái điểm gì là cần phải cải thiện, rồi mình đưa ra những cái kế hoạch hành động cho cái rin tiếp theo cần làm. Mình đưa ra tất cả cái action luôn, hay là mình sẽ chọn ra những cái action mà mình cần làm để mình cải tiến cái rin sau.
thì nó sẽ quay lại cái hình này nè. Đó. Back log nữa không? Rồi lập cái họ theo ring, nghĩa là từ những cái mục tiêu này nè, rồi sẽ đưa vào những cái mục tiêu theo từng tuần chẳng hạn. Đó, đưa vào cái ring của mình chạy 2 tuần một lần, 2 tuần mình sẽ hoàn thành một vài cái mục tiêu. Đó. Cái hình này có hơi nhỏ không? Ok, các bạn nhìn nha. Rồi. Thì mình sẽ room hàng ngày nè, từ 1 đến 4 tuần. Nhưng mà mình nghĩ là thường bây giờ sẽ là 2 tuần thôi. Hoặc là những cái cụm feature nào mà nó lớn, hoặc là cái team nó cũng sẽ to ra. Đó, thì lúc đó đôi khi nó sẽ là 4 tuần. Nhưng thường mình thấy là sẽ là 2 tuần là nhiều. Thì sau khi mà mình xong cái ring này rồi thì mình sẽ thu thập được cái kiến thức được là như bên kia, nó sẽ là mình sẽ review được cái tính năng đó cho khách hàng. Mình sẽ có buổi retro và review. Đó. Mình sẽ cải tiến lại, ring sau mình sẽ làm tốt hơn. Đây là mấy cái mình nói qua nè. Cái chia cái phần độn nhóm phát triển. Thì khi mà cái ring mà nó nhỏ như vậy, 1-2 tuần thì mình cũng dễ phát hiện lắm. Thì mình làm mình thấy chỗ đó nó hơi sai nhé. Thì mình sẽ xin, mình tắt cái feature đó ra để mình làm, mình sửa lại về phần BA chẳng hạn. Đó, mình có thể bổ sung một cái product backlog là một cái danh sách mà nó sẽ rất là nhiều. Cho nên khi các bạn làm xong hết trước chẳng hạn, hoặc là cái feature đó có lỗi như nào đó, mình sẽ tách ra và sẽ kéo một cái product backlog khác mình vào. Mình cũng có thể đạt được cái lúc đó luôn, không có phải chần chừ gì cả. Nhưng nó cũng khá là thích hợp. Đây, này là giải thích lại mấy khái niệm nè. Thường thì product backlog này ngồi cái anh mà rút owner thì còn có những công ty mà nhỏ nhỏ hoặc là trong cái team đó mà kiểu số người không có đủ nhiều cái thành phần như product owner này, thì thường họ sẽ thay thế bằng một cái bạn BA. Đó. Hoặc là nếu như mà mình làm trực tiếp với khách hàng á, thì thường cái vai trò này là khách hàng luôn, họ sẽ là người đưa ra những cái yêu cầu luôn. Đây là mình vừa trình bày của anh này. Daily room này thì cũng tùy công ty, có công ty làm tiếng Việt nhưng mà đến lúc daily thì lại nói tiếng Anh. Đó. Thì cái mô hình này nó có một cái mình nghĩ nó có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ thôi. Các anh sếp cũng thích là mô hình ring thì có 2 tuần thôi, nhưng mà các bạn họp là hết 3 ngày. Như là cái buổi ring landing ấy, là cả team vào ngồi nghe xem cái feature làm như thế nào đó. Nhưng mà đâu phải là cả team cùng nói đâu, người này nói thì khi mà nói đến tính năng của Renan chẳng hạn thì Renan nghe, nói tới backend thì backend nghe, cho nên buổi họp nó sẽ làm take time toàn bộ mỗi member trong cái ring đó. Đó, và nó khó luôn, tùy vào cái lượng mà product yêu cầu ha, product owner anh yêu cầu bao nhiêu cái feature là cứ mình ngồi nghe. Thì cái buổi ring landing là cái buổi dài nhất, tốn cả ngày trời. Rồi sau đó là tới cái buổi đánh bom. Sau khi mà các bạn nghe được xong, các bạn cần phải đồng thuận xem cái tiết kịch đó phải hoàn thành cần phải bao nhiêu bom, độ lớn là bao nhiêu bom. Đánh xong xuôi hết, lên min hết, đưa tiết kịch vào ring hết là tốn ngày nữa. Rồi đến cái buổi mà mình review đi, xong xuôi hết rồi, review cái ring lại, xem ring đó release được cái gì. Đó, mình cũng phải ngồi hỏi lại member xem là cái tình trạng tiết kịch đó nó tới đâu. Đó, để mà mình đưa nó vào cái hộp mình release. Rồi sau đó thì mới ngồi để mọi người đóng góp vào là xem là ring vừa rồi có cái gì tốt. Đó. Thì có cái gì cần cải tiến, ví dụ ring vừa rồi họp nhiều quá chẳng hạn, cũng là cái cần cải tiến. Ring vừa rồi thì có nhiều feature quá,
không có thời gian để mà mình tối ưu refactor sort code lại đó. Thì thật ra tuy tốn thời gian nhưng mà những cái mục này nó sẽ giúp cho cái ring tiếp theo mình sẽ cải tiến hơn, và thường thì nó sẽ khó khăn ở những cái ring đầu thôi. Nhưng các bạn làm quen một thời gian rồi thì những cái buổi này nó trở nên rất là bình thường, mọi người cũng sẽ rất là happy với cái chuyện này. Trước đi họp thì cảm giác làm cả ngày không được làm, lên ngồi họp cả ngày chán fail luôn. Ví như là đi làm mình không được nói, mình lên cứ ngồi mình nghe cái chợ, nghe buồn ngủ chết được. Đây rồi rất owner nè. Room master là cái anh này cũng gần như là PM nữa các bạn. Thì anh PM này giao tiếp giữa rồi đức owner với lại team, rồi giải quyết mấy cái vấn đề để làm sao mà nhiệm vụ của anh là làm sao cái ring nó phải hoàn thành. Thì team thì thực ra là cái ring nó cũng không có nhiều đâu. Mình nghĩ là nó phụ thuộc vào công ty một phần nè, độ lớn của công ty, phụ thuộc vào cái role đức đó nó được chia thành bao nhiêu team đó. Rồi những cái phần tính năng nó chia theo kiểu giai đoạn đó, thì nó cần nhiều người thành viên hay không. Thì đôi khi chắc chắn thì cũng sẽ có một bộ phận là test nè, một phận là dev nè, một bạn là BA hay là group owner nè, thì ít nhất cũng sẽ có những thành phần đó. Còn team dev thì cũng sẽ phải có runner, sẽ có backend, nếu mà có còn data thì cũng sẽ còn data engineer đó. Thì cái này nó phụ thuộc lắm, nó phụ thuộc vào công ty, nó phụ thuộc vào team size nhiều lắm. Về ưu điểm thì mình cũng có nói đó, tại vì ngắn mà, cho nên là mình thấy rủi ro gì cái là mình xử lý ngay được. Nhược điểm đối với mình là họp nhiều. Thực tế bên ngoài là họp nhiều lắm. Các bạn mà kiểu style không thích họp, thích làm việc, kiểu cũng không thích giao tiếp nhiều, cũng dễ hiểu mà đọc rất chuyên mình, cái là hiểu ngay. Mà vô ngồi nghe thì cực lắm. Lúc mà đánh bôn cũng vậy, sự đồng thuận giải thích được, nhưng mà vui lắm các bạn. Và có một cái là ở cái mô hình này nè, theo mình biết á, là nó phải là tất cả các bạn dev ở trong cái mô hình này á, là các bạn đó phải đồng cái level á, thì nó sẽ thuận tiện. Còn bây giờ ở ngoài các công ty thì họ sẽ chỉnh sửa hết. Nếu như mà cái mô hình chuẩn của Giant Room thì hầu như không có ai làm được hết trơn á. Nên là thành ra họ sẽ tinh chỉnh lại, họ sẽ rút ngắn cái này, rút ngắn cái kia để phù hợp về chi phí tối ưu với cái doanh nghiệp của họ. Chứ mà apply theo cái này là đôi khi nó không có lợi mà còn có hại nữa. Cái mô hình này á, cái anh mà quan trọng nhất là anh BO á, ảnh là người định hướng sản phẩm, anh sẽ biết được là cái tính năng nào cần làm, cái nào không. Chứ còn mà ảnh cứ lên lên ảnh đưa vào những cái mà không đúng á, là win nó chạy là không có cái gì ly được cho khách hàng hết đó. Hoặc là cái nào cần mà ảnh là không làm, ảnh làm cái chưa cần đó. Thì nó khiến cho cả một team là các bạn, khiến cho cả một team mình sẽ bị chậm. Đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái performance mình. Chết rồi, các bạn nghe nhiều, các bạn có buồn ngủ không? Cũng sorry là mấy cái bài đầu nó hơi lý thuyết nhiều quá. Rồi qua bài thứ tư, các bạn sẽ được làm về dự án rồi.
Cái bài đầu này mình chịu khó lướt qua mấy cái quy trình, cái lý thuyết hơi hàn lâm tí. Nhưng mà mấy cái này hình như đi phỏng vấn cũng có khi người ta cũng cần đó các bạn. Mình sẽ hỏi là cái chuyện làm của mình nào chưa, làm quen được hay không. Nó hỏi trước nếu mình có kinh nghiệm thì đôi khi nó cũng là điểm cộng trong cái buổi phỏng vấn. Mình thấy đi phỏng vấn giờ người ta hỏi ngược lại không? Hỏi ở công ty mình làm quy trình nào? Hỏi làm quy trình Agile Room thì họ thích lắm. Họ không biết thích cái gì trong cái Agile Room này. Có vẻ là nó rõ ràng, không dễ ha. Rồi mình đến cái phần cái đặt tải yêu cầu này. Thì trong làm phần mềm ấy, thì nó có cái loại tài liệu là SRS. Đây nó đây, tên tắt là như thế này. Thì cái tài liệu này á là nói chung là công ty mà để lọt ra cái tài liệu này thì là coi như là cái sản phẩm nó coi như là xong rồi đó. Chỉ cần có cái tài liệu này thôi là nó làm tới bốn luôn á. Nghĩa là nó là cái loại tài liệu mà chi tiết nhất để mà làm một cái phần mềm. Nó bao gồm nó vẽ ra, nó thiết kế hệ thống ra, nó trình bày những cái UK sử dụng đó, rồi code như thế nào luôn, từ service nào gọi là service nào đó, tính năng nào, user nào tương tác với tính năng nào, lead button đó thì đã làm gì, nghĩa là nó mô tả rất rõ luôn. Cho nên thành ra là cái tài liệu này mà lọt ra ngoài là coi như là xong dự án, nó coi như là open source luôn rồi. Đó, cho nên cái tài liệu này rất là quan trọng. Nhưng mà thường là nói là đi làm là hầu như đi học á, thì người ta sẽ thầy cô rồi sẽ hướng dẫn là cái tài liệu này thường nó phải là đầu tiên nhất. Nên là trước khi mà làm một dự án thì cái tài liệu này phải được viết đầu tiên. Đó. Rồi viết ra, vẽ ra hệ thống nọ kia. Xong rồi nó bắt đầu là bắt tay vô làm từng cái từng cái. Nhưng mà khi mà đi làm thì trước mình đi làm công ty outsource. Sau khi làm xong hết tất cả các dự án, chuẩn bị tới cái file cuối cùng mà release với khách hàng á, thì lúc đó mọi người mới quay lại rồi vẽ từng cái mục trong cái tài liệu này. Đó, có nghĩa là dựa vào những cái mình đã làm để vẽ ngược lại tài liệu đó khi mà nó đi ngược. Hoặc là đôi khi có những dự án á, thì sẽ chạy không xong. Nên là bạn, các cái bạn BA hay là các cái bạn thường là các bạn công tơ làm với mấy công ty outsourcing, thường sẽ là bên Nhật á, các bạn công tơ, các bạn dịch á, bạn nó sẽ ngồi dịch ra tài liệu, thì các bạn dịch xong cho dev làm, sau đó thì các bạn sẽ ngồi viết luôn cái tài liệu này. Đó. Bạn nó cũng ghê lắm, cũng giỏi mấy cái phần này, các bạn viết được, các bạn hiểu được cái kỹ thuật luôn. Thì tài liệu này như mình nói đó, nó phân tích là hệ thống này, nó phân tích cả cái luồng business của cái dự án đó luôn. Code thì nó sẽ nói rõ ra luôn, gồm class nào, thực thể database thế nào, đối tượng đó bao nhiêu thuộc tính, là nó mô tả rất kỹ đó. Active diagram, sequence diagram, những cái keyword đó là nằm trong document này hết. Thì tài liệu này thì nói chung là nó giúp cho nhiều bên đó, giúp cho cả cái ví dụ như outsource thì thường họ có cái dự án ra thì họ không thuê như cái khay đầu tiên mình kể đó, họ thuê một cái dự án làm, thuê một công ty làm xong họ lấy document xong xuôi hết, nhưng mà họ thấy công ty nó làm không hợp lý như hạn, họ sẽ yêu cầu một công ty khác làm. Thì cái tài liệu nó sẽ giúp giao tiếp mà không cần phải tốn nhiều chi phí kiểu là mô tả yêu cầu nữa, đọc document họ có thể email mình được, họ hiểu luôn short code. Chứ mà nếu như không có document phải vô ngồi mò từng dòng code là chết luôn á. Đấy, thì cái tài liệu này nó sẽ giúp cho những cái bên như vậy, rồi nó giúp cho dev này, nó giúp cho cả bộ phận kiểm tra, bộ phận tester, QC, họ sẽ làm việc dựa vào document hết, hệ thống mà làm khác với lại cái tài liệu họ sẽ bắt bước ngay. Thì cái mà mình nghĩ mà nó phù hợp nhất là cái vụ bảo trì nè, bảo trì và cải tiến. Thì thường mà ở mình đây mình làm xong rồi
biết bao nhiêu lâu mình mới quay lại mình cải cải tiến nó. Nên dựa vào đó khi mình sẽ nhớ được hồi xưa mình làm gì đó, hệ thống mình thiết kế ra là sao. Các bạn có câu hỏi gì không? Đây, đây là một cái sơ đồ, cái sơ đồ đặc tả UK. Thì cái tài liệu SRS đó, cái này là một cái rất quan trọng nè. Có nghĩa nó sẽ trình bày, nhìn vào cái sơ đồ này á, thì nó sẽ trình bày những cái việc như là cái hệ thống đó đó, nó sẽ có bao nhiêu cái đối tượng tham gia vào. Như cụ thể là như là cái việc mà đi rút tiền thì mình sẽ có bao nhiêu người tham gia. Thứ nhất là có cây ATM, thứ hai là có người rút đó. Thì nó sẽ thể hiện được là những cái hành vi mà của cái người, những cái đối tượng tham gia đó. Ví dụ như cái người rút tiền họ sẽ được làm cái gì, họ sẽ được xem thông tin tài khoản đó, rồi xem tiền của mình còn bao nhiêu, những cái loại tài khoản của mình, khoản tiết kiệm, khoản nọ kia, check được họ được quyền rút tiền chuyển khoản nọ kia. Còn cái ATM thì họ làm gì, họ là có chức năng được nhận tiền vào nè, đó là duy trì rồi đó, đó sửa chữa rồi đưa tiền ra đó. Thì ngồi ra nó còn có một cái bên thứ ba nữa là bank đó, thì anh này anh được quản lý hết tất cả những cái này luôn. Thì dựa vào cái UK nè, cái UK diagram thì mình sẽ xác định được cái hệ thống nó có bao nhiêu đối tượng tham gia đó. Thì dựa vào những cái này thì người ta sẽ tiếp tục người ta phân tích ra cụ thể là khi mà làm cái hành vi là kiểm tra số dư này chẳng hạn, thì trong đó họ cần phải làm những cái mục nào, họ phải đưa thẻ vào làm như nào đó, kiểm tra thẻ hợp lệ hay không đó. Thì họ sẽ từ những cái UK nào họ phân tích sâu hơn đó, nó sẽ đến được những cái tiếp tục là sequence diagram chẳng hạn. Đó, class diagram. Thì cái này là cái sơ đồ mà giúp mình xác định được những cái đối tượng tham gia vào cái hệ thống đó, những hành vi của từng đối tượng. Thì buổi sau cái mình có cái slide buổi sau thì nó sẽ cụ thể, mình sẽ giải thích cụ thể xem những cái hành vi nó có ý nghĩa như thế nào, có những cái đường thẳng như thế này ý nghĩa ra sao ha. Buổi sau sẽ rất là cụ thể hơn, thì mình sẽ đi lướt qua thôi. Actor hay user có trong hệ thống này, những tính năng là những cái hành vi mà mình nói đó. Đó. Rồi mối quan hệ ở đây là những cái đường thẳng đó các bạn, những cái đường thẳng mà nó nối giữa user với lại cái tính năng đó. Đó, thì nó là cái mối quan hệ thì nó cũng có mối quan hệ như là extend nè, include nè, include, extend mở rộng, rồi mối quan hệ bình thường. Mình nhớ là vậy. Đây nó ví dụ nè, như mình post Facebook lên này nè, một cái bài post trên Facebook phóng to các bạn xem đó. Thì với một cái tính năng là post một cái bài đăng lên trên Facebook thì gồm có những cái actor nào, đối tượng nào. Thứ nhất là cái người mà đăng nè và cái người bạn. Thực ra cái này mình có thể biểu diễn khác nè, là mình chỉ gom lại một loại là user, sau đó mình phân tích rõ ra nữa. Ở đây nó chỉ ngắn gọn để mình hiểu sơ về cái khái niệm UK diagram. Như cái người chủ bài đăng thì họ cũng có thể được quyền có cái tính năng là like chính cái status của họ nè, sửa, xem, thậm chí ở đây còn thiếu tính năng xóa nữa nè. Đó, rồi thì edit á, thì nó sẽ mở rộng ra là mình edit với những cái mục nào, ví dụ như mục địa chỉ, mình có thể sửa thêm hình đó. Thì những cái phần này á, thì nó phải có một cái điều kiện, nó include một cái điều kiện, nó phải kiểm tra cái
nó mới sình xem là có xác thực không, có đúng hay không, nó mới cho sửa. Rồi tương tự như vậy thì các bạn khác thì được like thôi, like thì sẽ được những cái mở rộng, là được like những cái status nào với những cái biểu cảm nào đó. Đây, đây là sơ đồ log diagram. Log diagram thì là kiểu sau khi mình xác định được những cái actor rồi đó, và những cái tính năng nữa, mình bắt đầu mình suy nghĩ đến những cái đối tượng, những object mà mình cần phải hiện thực đó. Ví dụ như bài toán rút tiền hồi nãy đi, như các cái thẻ card nè, nó cũng là một cái object, một class là bank nè, cái cây ATM nè, nó cũng là một cái class diagram, một cái class thôi chứ. Đó. Và những cái đối tượng đó, nó bao gồm cái gì, ví dụ như thẻ card nó gồm card ID đó, rồi nó bao gồm thêm thông tin của khách hàng đó. ATM thì nó coi thử là tiền trong ATM còn bao nhiêu đó, rồi nó sẽ có những cái method là kiểu cho rút tiền, kiểm tra số dư, nhận thẻ ATM, trả thẻ ATM đó, kiểu như vậy. Thì dựa vào cái mô hình này thì mình sẽ nhìn thấy được cái hệ thống của mình nó có những cái đối tượng nào, quan hệ ra sao, quan hệ tồn tại giữa các cái đối tượng với nhau. Đây, đây là ví dụ nè, như là bệnh nhân nè. Đó, bệnh nhân thì có mã này, có tên, cái giới tính, đó, ngày sinh, địa chỉ. Thì những cái bên trong này người ta gọi nó là attribute. Thì mình gọi property cũng được. Bây giờ thì mỗi ngôn ngữ nó có những cái gọi khác nhau. Kiểu nó là cái thuộc tính của cái class đó. Thì thuộc tính này, attribute sẽ nghĩ hơn. Đây là cái mối quan hệ. Còn với system 1-1 có nghĩa là mối quan hệ một cái bệnh nhân này chỉ có một địa chỉ thôi. Kiểu thế. Một nhiều này, một nhiều đúng. Bây giờ một bệnh nhân nó có nhiều địa chỉ. Thích ở nhà này, thích ở nhà kia. Đây là cái biểu hiện mối quan hệ. Một công ty nhiều nhân viên, ở thế, thư viện nhiều sách. Các bạn theo kịp slide không? Hôm nay là mình lý thuyết hơi thuần quá, nó cũng dễ buồn ngủ ha. Rồi, bên đây cũng là một ví dụ nè. Giờ đối tượng là anh giám đốc nè, có thông tin đăng nhập. Ảnh thì mối quan hệ quản lý dự án thì cái này nó mô hình dễ hiểu hơn cái class diagram này, nhưng mà đại loại nó cũng là một dạng đó. Dự án thì hiểu được tham gia rồi mã dự án. Bữa sau mình sẽ nói rõ hơn mấy cái mô hình này, cách mình dùng các cái tool nào để mình vẽ. Giờ mấy cái tool này hồi xưa thì mình hay dùng cái thằng Star UML nè, để mình mở xem. Đó, mình coi, mình sharing lại xem. Sharing. Đây, cái phần mềm này. Đây là cái phần mềm xưa mình dùng để vẽ cái sequence diagram, log diagram, UK diagram luôn. Đó.
dựa như thế này. Đó, class tên gì? Như bank. Đó, này mình sẽ add cái attribute. Như bank thì có name. Đó, cái dữ liệu là gì? Là string. Để loại thế. Nó sẽ có những cái method gì? Nói chung là đó là cái tool, thì bữa sau mình sẽ giới thiệu cho bạn biết cái những cái tool nào. Ở trên web thì nó còn có cái trang là raw.io đó. Đó cũng là một trang mà các công ty hay dùng. Đi làm thì thôi luôn, mấy anh BO, mấy anh nhiều đồ chơi đó. Anh vẽ đủ thứ tool hết trơn rồi. Mấy cái mà mind map đó. Chú ý mỗi anh mỗi cái mind map, cứ tiễn anh BO vô là có anh xài cái tool mới. Là mấy anh đưa những cái vừa mình kiểu cái thiết kế mà dạng wireframe, anh đưa vô thôi luôn. Hãy từ cái đó rồi mấy bạn design, bạn mới dựa cái đó bạn convert những cái mind map đó sang design, rồi nó đưa xuống cho các bạn phát triển, bạn làm. Đó. Sau khi mà mình làm mấy cái bước là viết cái tài liệu rồi phân tích rồi vẽ cái sơ đồ hết, kỹ thuật hết rồi, thì các bạn mới đến cái bài là thiết kế đó. Bạn từ những cái tài liệu đó bạn mới thiết kế ra cái UI xem nó có phù hợp hay không, nó có đúng với lại những cái trong cái tài liệu của mình. Mình thiết kế, mình phân tích ra chưa, có phù hợp với khách hàng hay không. Mình thiết kế ra UI rồi, mình phải ngồi mình... Nếu như mà các cái NDA mà kỹ á, là anh phân tích luôn cả cái việc là UX nữa, như là trải nghiệm của người dùng á. Đó, thay vì cái button đó nó nên là màu xanh, nó nên là màu trắng, thì giúp cho user nó dễ thao tác hơn, chẳng hạn như vậy. Đó, thì các NDA mà kỹ á, là mấy anh đưa ra hết tất cả những cái trường hợp đó luôn á, thì cái anh mà design á thì anh sẽ dễ, anh cứ bay theo anh làm thôi. Còn riêng mà những cái trường hợp mà đốc khi mình chưa có, thường những công ty mà đồ đức á, như công ty đồ đức mình đang làm thì coi như là chỉ có cái yêu cầu ở trên xuống thôi, yêu cầu đưa xuống rồi là các bạn VA họ phân tích xong, thì khi mà đưa đến pha mà thiết kế rồi là cứ như là cái bạn wireframe quỹ như thế nào là bạn thiết kế và làm y chang như vậy. Đó. Design cũng có sẽ có design xịn và design làm theo yêu cầu. Đó, thì các bạn mà làm mà chịu feedback ngược lại các bạn nó rất là tốt, rất là good. Đó. Mình thấy đó là mấy bạn đó đi làm kiểu làm cái gì mà có để tâm trong đó thì nó cũng tốt hết á. Mình thấy cũng, nhưng mà thường các bạn tốt như vậy thì kiểu mọi người trả lương đủ cao ấy, thành ra các bạn đi hết trơn. Nên là thành ra đi làm nó cứ để tâm như là lương hậu hĩnh lắm. Thì cái thiết kế UI này thì thường thì đến cái vẽ UK rồi là nó đã có wireframe hết rồi. Wireframe ở đây có nghĩa là một cái bản phác thảo kiểu như mình vẽ tay đó, gần như vẽ tay đó các bạn. Kiểu form login thì nó sẽ có ô textbox, có đăng nhập thì có cái tên là kiểu là username, rồi trong cái tag input nó có một cái layholder tag, rồi cái tag nhỏ nhỏ mà kiểu viền xám xám bên trong cái ô đó, nó dự như là vui lòng nhập tên của bạn chẳng hạn. Đó, thì cái anh design sẽ ngồi thiết kế lại xem là cái ô đó border nó màu gì nó đẹp, đó, cái phông chữ là bao nhiêu là đẹp, thì anh design sẽ làm nhiệm vụ đó, là anh sẽ làm cho nó đẹp lên. Nó layholder là ví dụ chỉ username này các bạn. Thì thường mà relanding á, cái buổi mà họp mà để quy trình dự án á, thì dựa vào cái UI này là giữa run end, back end gì đó là đều có thể là nhìn vào đây là nhanh nhất. Document thì đôi khi nó sẽ biểu đạt được những cái logic, những cái đường đi từ data này, data kia xử lý như thế nào giữa các service với nhau, mà dựa vào UI này nó cũng đã hình dung được
khá thông tin trong cái tính năng đó rồi. Rồi các bạn nghỉ giải lao 10 phút nha. Các bạn im lặng quá. Thời gian nghỉ với lao thì các bạn có chia sẻ với mình không?
Rồi, mình đi tiếp nghe. Bạn còn đó không? Bạn còn thấy màn hình của mình không? Hết rồi, các bạn đâu hết rồi. Các ai confirm cho mình biết là các bạn còn ở đó không? Dạ con thầy. Ok. Thì mình nói thêm ha, phần thiết kế UI thì bên ngoài mọi người hay dùng các cái công cụ như là Figma nè, hay là cái mà cũng mọi người hay dùng Photoshop. Các bạn mà làm về thiết kế mà làm dạng chi tiết hơn thì các bạn làm bên thằng AI nữa, hoặc là có của Adobe thì còn có XD đó. Đó là những cái tool thiết kế mà hay dùng. Trên Mac thì có CAD nữa đó. Nhưng mà thường bây giờ đi làm Figma là nhiều nhất, rất thường hay sử dụng Figma. Figma như cho ri được hai người cùng edit trên một project. Figma cũng rất là dễ dùng. Thì sau khi mà mình có UI rồi này, bắt đầu mình tổ chức ra sort code như thế nào. Thì thường mà mình làm một cái dự án đơn thì vô thì chắc là cũng có mấy folder chính như folder sort nè. Hầu như dự án mà các bạn hay làm thường React hay React Kinso gì đó thì chắc là vô có một sort test. Thì khi mà làm ở những công ty mà nó có nhiều cái project mini nhỏ nó gộp lại thì họ sẽ có những cái cách cấu trúc project nó khác. Họ sẽ có một folder thật là to, trong đó họ sẽ có nhiều project ở bên trong. Đó, mỗi project bên trong ví dụ như là thì có React là sẽ tổ chức một cách khác đó, thậm chí có cả backend Java họ cũng gom chung vào luôn đó. Thì khi mà họ đóng gói họ gửi cho khách hàng thì cái việc mà gửi cho khách hàng thì ngoài cái việc họ hỗ trợ khách hàng triển khai lên trên server của khách hàng thì họ còn phải đóng gói source code của cái version đó gửi cho khách hàng thì từng version. Thường mấy công ty outsource rất hay làm vậy. Còn product mà kiểu của công ty có một product duy nhất đó, thì họ sẽ release trên từng môi trường, sẽ có thì họ quản lý luôn trên kiến thức của họ đó. Còn công ty mà có nhiều product thì họ cũng sẽ chia ra, mỗi product có khi là một repo, họ sẽ có một cái trên kiến thức mình sẽ có cái khái niệm là organization là tổ chức đó, nó sẽ có nhiều repo, mỗi repo có tương ứng với một project, hoặc là một repo có thể có nhiều project bên trong đó, cách họ tổ chức như vậy. Thì cụ thể thì nó cũng trong một project thì nó cũng có phần source code chủ yếu thì các cái thư mục liên quan nó chứa những cái bài kiểm tra code như cái test đó, hay là integration test, hoặc là các cái end to end test như là đầu tiên sẽ như là làm React thì chắc là nó sẽ là mở một cái UI lên xong nó tự nó gõ vào những cái tag chẳng hạn. Đó, nó sẽ gõ nhiều cái typing, những cái từ đặc biệt hay là độ dài bao nhiêu đó, để nó validate cho từng cây đó. Rồi sau khi validate hết cho cả cây input rồi thì nó sẽ bấm nút login thì nó có gọi API không, nếu có thì data trả về như thế nào thì nó sẽ bắt được cái cây đấy đó, end to end test qua từng feature. Model hay là ngồi ra thì còn có service nè đó, thì những cái folder mà để chứa những cái class, những cái file mà để xử lý dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu trên form đó,
xử lý bảng, những cái hàm mà xử lý mình sẽ đưa vào một folder riêng. Như bên trong React mình có Redux đó, mình cũng sinh ra một folder riêng là Redux. Redux bên trong thì cứ mỗi một cái cụm feature thì trang login thì mình lại có một folder login, bên trong mình lại có action nè, có cái type cho nó, mình có reducer, mình có những cái data mình lưu trong đó trích trời ra sao, cũng có sẽ có những ba file như vậy từ module. Thì khi mà mình trích trời như vậy rồi thì cứ mỗi một cái tính năng như vậy, login hay là những cái tính năng như là xem sản phẩm, quản lý quyền như vậy, thì cứ mỗi cục như vậy đó, thì khi mà mình thêm thì nó cũng sẽ rất là dễ, mình thêm tính năng mới như việc là mình copy folder cũ ra, mình update lại những cái content, những cái biến, những cái hàm common đó. Thì cụ thể thì thường nó cũng sẽ là những cái hàm như là thêm sửa xóa đó, là loading dữ liệu đó. Xóa một module nó cũng dễ. Rồi khi mà làm dự án thì những cái mục mà deploy triển khai sản phẩm đó, sẽ có những cái file thuộc về biến môi trường, những cái file thuộc về dạng free mà mình chạy thực thi dạng SH file chẳng hạn. Khi mình thực thi những cái file đó thì nó sẽ chạy một cái list, cái danh sách các cái comment mà để hỗ trợ mình kiểu copy file và chạy intone các cái package về build rồi check đó. Xong rồi chạy các cái lệnh test, unit test xem có pass hết không, nó chạy link code nọ kia xong xuôi hết rồi nó release, nó build. Đó là những cái mục mà pipeline những dạng như thế, CI CD rồi đó. Document thì trước kia thì những công ty outsource thì thường nó sẽ có cái folder này, thường nó có nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy là cái thư mục document này nó sẽ rinh ra ngoài, nó sẽ làm một cái như những công ty mà dùng GitHub đi chẳng hạn, họ sẽ dùng cái wiki, hoặc là có khi họ sẽ mua hẳn một cái tool của bên thứ ba luôn, như Notion nè, hay thậm chí là Jira thì có một cái trang cũng thuộc sản phẩm của Jira, quên mất cái tên. Thì để hỗ trợ cho cái việc làm document thì nó cũng tổ chức kiểu dự án nào document gồm những phần nào thì bây giờ họ sẽ tách biệt ra cái phần document ra ngoài chứ không để chung với lại source code nữa, mình sẽ hiến tác. Còn nếu như mà có thêm một document này thì sẽ là những cái phần document mà element code hoặc là kiểu thể hiện dạng như là giống như comment vậy đó, nhưng mà ở một cái mức độ chi tiết hơn để thể hiện được những cái mối tương quan cái hàm, những cái file service với nhau đó, mô tả lại dạng hình vẽ kiến trúc dự án, có thể là kiến trúc của dự án đó. Ví dụ như khi mà mở source code lên thì file readme là thường sẽ đọc đầu tiên đó, thì thu mục document này cũng là một dạng để ngồi note ra những cái kiến trúc dự án trong này, cấu trúc folder ra sao đó, cách thức thêm sửa xóa một cái module trong code chẳng hạn. Thì những cái công ty mà làm kỹ nó sẽ làm phần này rất là tốt, để mà sau này có cơ hội mình còn maintain cái sản phẩm mình làm ra nữa mà đó. Thì document thì hầu như là rất quan trọng trong Vinh á, trong cái mô hình Vinh đi làm vậy, thì cái phần document là hầu như là mọi người làm rất là tốt, làm rất kỹ lắm. Tuy là khi mà có một giai đoạn mình làm outsource thì document này chỉ là nói miệng rồi rip dưới dạng là rất là sơ sài, mà đảm bảo rằng mọi người vẫn hiểu implement được ha, nhưng mà cái phần document thì nó không được write down một cách mà chi tiết lắm đâu. Nhưng mà khi mà các bạn làm sản phẩm, các bạn sẽ được tiếp cận mấy document rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Hồi xưa lúc mà mình chưa đi làm, mình sẽ luôn luôn đặt cái câu hỏi là làm sao để mình trích trời rồi chắc nó tốt. Mình lúc đầu mình làm như mấy dự án React, mình không biết làm sao để mà mình trích trời được cái dự án mà nó sẽ có cái bay là login đúng không? Vậy thì cái file mà style cái trang login đó, cái trang cái file mà để chứa CSS thì không biết là mình sẽ đặt tên như thế nào,
và mình có nên để chung với cái chỗ mà cái trang UI đó hay không, hay là mình nên tạo một cái folder style ở bên ngoài trong một bullet lịch đặt, hay là đặt một cái thư mục ở ngang cắt với thư mục bay đó. Đó để mình đặt, thì mình sẽ luôn luôn có những câu hỏi như vậy luôn. Nhưng mà thật ra lúc đi làm rồi đó, thì nó phụ thuộc, nhưng mà ví dụ như bạn làm ở một công ty đó thì thường họ sẽ bay cái project bay là sẽ có một người nào đó ở công ty đó làm trước rồi, mình vô mình sẽ bắt đầu cứ theo cái luồng đó mình sẽ làm đó, thì mình làm mình sẽ để ý xem. Thì nếu như mà các bạn được cơ hội làm với cái anh mà project bay đó nhiều lần, các bạn sẽ biết nó sẽ phụ thuộc vào cái style làm việc đó. Kiểu như anh đó anh sẽ thấy là ừ, khi mà thì trước đó mình gặp một anh đó làm về outsource, thì nó anh này kiểu là anh sẽ build những project bay như vậy đó. Cứ mỗi dự án về mà xem với nhau là anh sẽ long sọt ra, anh sẽ không có cái tầm nhiều, nhưng mà cái trước trời đó anh sẽ build kiểu như là common với tất cả các dự án luôn, hầu như dự án nào bay theo trước trời đó là làm được đó. Như style các cái file anh sẽ build ra một cái trang, ví dụ như login thì sẽ trong folder login sẽ bao gồm login UI nè, login style nè, rồi những cái file service anh cũng để trong đó luôn, những cái file mà viết unit test trong đó anh cũng để luôn, và những cái tài liệu BDD mà để chạy end-to-end test đó, là anh cũng viết trong đó luôn. Có nghĩa là hầu như một cái bay đó chỉ những bao nhiêu đó là anh viết hết trong cái folder đó. Cái mục đích là cứ xóa, không cần cái folder đó, cứ xóa hết đi là được, hoặc khi thêm này khác thì cứ thêm đủ những cái đó thì được đó. Quản lý nó cũng sẽ rất là dễ, tìm kiếm cũng sẽ rất là dễ, thì đó là tùy cái style của anh ha. Còn riêng mình cũng có thể xếp ngược lại, mình test thì mình sẽ gom ra folder để ở một cách ở bên ngoài giống như trong này này đó. Cái service mình cũng sẽ tạo một folder service mình để riêng hết, mình độc lập hết. Nhưng mà cách mà mình naming cái file name hay là cái folder name ấy, nó phải giống nhau để mình liên kết được. Ví dụ như về UI đi, thì trong đó mình chỉ muốn chứa UI thôi đó. Hoặc là container đi, thì trong đó mình chỉ chứa những cái container thôi, nhưng mà mình sẽ module đó. Ví dụ như những cái container mà common chẳng hạn, như là những cái panel nó gồm có header, gồm có container đi đó, thì các bạn sẽ để chung một cái folder thôi đó. Còn là những cái container mà nó sẽ phục vụ cho những cái mỗi trang mỗi khác, ví dụ trang login nó có cái container là gồm có cái form đó, thì nó chỉ đặc trưng cho login thôi, mình sẽ để ở login thôi chứ mình không để trong folder common. Thì những cái thiết kế như vậy thì sau này những dự án khác mà nó xem các bạn có thể bê được cái phần common đó, bạn bê qua, hoặc là những cái folder util, những cái mà utilize các bạn viết những cái hàm rất là mịn đó, ví dụ như là cắt chuỗi nè, hay là format số điện thoại, format email, hay là validate email, ở những cái hàm đó hầu như nó rất là dùng lại nhiều lần được đó. Thì chính vì như vậy mà khi mà mình lon dự án mới ra, mình hoàn toàn có thể copy được một cái folder như vậy qua dự án mới, mình có thể sử dụng lại được. Thì cũng tùy vào công ty ha, có những công ty cũng khó lắm, nó biết là mình copy từ dự án này qua dự án kia là mình cũng vi phạm đấy. Nhưng mà thường thì những cái đó mình sẽ có cách mình cứ từng khác nhau hết, từng cái kho nó cũng sẽ chung thôi. Thì khi mà đi làm rồi thì các bạn sẽ tiếp cận nhiều cái project bay, cái cây project, cây thư mục nó như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ tự có cái xem như thế nào là tốt nhất, chứ mà để mà ngồi mà nghĩ ra tốt nhất cho một cái cây đó thì có lẽ nó sẽ phù hợp với đúng dự án đó thôi, nhưng qua dự án khác này, nó lại có những, với lại ngay đâu phải là dự án nào cũng giống nhau, như React nó sẽ khác, Angular sẽ khác, thậm chí React thôi mà nếu như là React mà kiểu server side rendering như Next.js chẳng hạn đi, thì cấu trúc folder nó cũng sẽ khác. Đó, cái folder container nó sẽ đặt ở những nơi khác nhau, chứ nó không được đặt trong thư mục sọt chẳng hạn. Đó, API vậy sẽ được đặt trong thư mục bay, thì nó sẽ hiểu trong folder đó là những cái API. Đó, thì những cái cũng là React đó, nhưng mà cấu trúc folder nó sẽ khác hẳn liền. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thư mục email cũng vậy ha. Email này có một giai đoạn mình nghĩ nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nội mà mình project bay lên cái thư mục email này nó cũng khá là gấp lực. Thì khi mà làm việc với design thì các bạn design sẽ rất là sáng tạo,
có những cái design như mình nói là mình làm React đi, mình sẽ build cái stack ra là mình sử dụng một cái framework UI là Material UI chẳng hạn, hay Semantic UI hay là một cái AND design đó. Đó, thì mình nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà bạn design á, bạn sẽ không có phải là phải dựa vào cái UI đâu, bạn sẽ tự động sáng tạo ra cái UI của bạn. Ví dụ button của Bootstrap đi, đó, nó border bình thường 4 pixel chẳng hạn, nhưng mà bạn design và design kiểu nó border tròn hơn, mịn hơn, nhỏ hơn chẳng hạn. Đó, thì mình phải custom là cái component chính đó, đó. Hoặc là những cái image khi các bạn design, các bạn thường bạn tìm những cái hình ảnh bạn convert với SVG, mà mình đi đâu thế nào download mấy cái hình mà PNG mà mình zoom nhỏ lại thì nó vỡ rất là nhiều cái thành phần đó. Thì cái thuộc một email thì thôi, mà khi mà các bạn làm tới lúc design nó chỉnh sửa lại, nó improve hơn đó, xong rồi phải đi research lại, điền bộ mình sửa, nó folder email thôi, nó mệt. Rồi, xuất phát slide luôn, mình nói khá nhanh ha. Rồi thì kế hoạch phát triển dự án thì như ban đầu mình cũng nói đó, dự án thì chủ yếu là làm hai cái dự án kia, một vài bài lý thuyết, mà lý thuyết mình lại học ba buổi đầu nữa, có vẻ là sẽ khá là buồn ngủ trong trên đây. Khi làm hai dự án xong thì các bạn có session kiểm tra, đó, viết cái unit test dự án của mình. Viết unit test cũng nghệ thuật đó các bạn. Hồi thường á là mình viết cái function nó sẽ nhanh hơn là viết unit test. Nhưng mà khi các bạn viết unit test á thì cái function của các bạn nó sẽ xịn lên. Đó, khi mà ví dụ như viết một cái hàm format số liệu đi. Mình viết cái hàm format số liệu nếu như mà Việt Nam đồng đó, ví dụ như là 3.000 thì sẽ có dấu phẩy chính chỗ sao số 3 chẳng hạn. Mình sẽ viết cái hàm do viết để xử lý cái đó ha. Thì khi mình viết, mình nhận cái yêu cầu là mình viết cái hàm đó, thì mình chỉ viết yêu cầu là nhận vô cái number, xong sau đó là mình sẽ kiểm tra, mình thêm dấu phẩy vào đúng vị trí, rồi mình return đúng không? Đó. Thì khi mà các bạn viết test, các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ lập ra rất nhiều cái test case. Ví dụ như thay vì nó nhập số hay nó nhập string thì sao? Đó. Thì lúc đó bạn mới vô, bạn update lại cái function mà các bạn viết. Đó, các bạn phải thêm key vào, nếu như string thì xử lý như thế nào, nếu như mà không nhập gì cả, truyền vào null, truyền vào int thì file, thì các bạn xử lý như thế nào. Đó. Thì cái việc mà các bạn viết test đó, nó sẽ giúp cho các bạn correct được, các bạn bao phủ được hầu hết tất cả cái key xảy ra. Đó. Thì lúc mà làm generic, các bạn làm generic bất cực lắm, kiểu như nó đâu có tròn về thai đâu. Đó. Thì mình đâu có biết được là giữa các cái service hoặc là dev mà có nhiều bạn build command xong thì bạn khác sẽ vào sử dụng cái hàm của các bạn. Thì khi các bạn sử dụng cái hàm của bạn, nếu như mà có test thì các bạn sẽ đọc được những cái test case của bạn, các bạn sẽ biết được luôn. Hoặc là chịu khó đọc code thì bạn sẽ biết được trong cái hàm nó xử lý case như thế nào, bạn dùng thì nó sẽ đúng. Mà đôi khi mình code thì mình đâu có chỉnh chu đến mức mà phải đọc từng dòng code đâu, cho nên là cứ thấy có cái hàm nó cứ là import vào xài thôi, nó thì vô tình mình truyền mà nó không đúng với cái param mà bên trong. Mà nếu như cái hàm đó mà mình không xử lý biết tốt đó, thì đôi khi nó lại làm cho việc mình wrap up luôn. Ví dụ như cái hàm nhỏ object đi chẳng hạn, một object là gần có tuổi, number đó, rồi có tên là trinh, thì lỡ đâu người ta truyền cái object rỗng mà ở trong mà mình lỡ có dùng cái object đó mình chấm a chẳng hạn, nó undefined, xử lý những cái cây đó thì đôi khi nó gây wrap up luôn, không có thể nào mà mình cover biết được hết mấy cái phần đó. Thì viết test là một cái cách để các bạn làm cho cái function của mình nó xịn hơn. Lúc đó mình sẽ cảm giác là function nó đủ để mà nó viết command ra được thư viện với những người khác dùng. Nên giờ nhiều công ty là product nó cũng dựa vào cái đó để PR sản phẩm. Product tao viết test kỹ lắm, coverage đầy đủ hết, không có dư dòng code nào cả. Nên đó cũng là một tiêu chí. Cái này là khung thời gian, các bạn có cái dự án này các bạn có 45 giờ này, ba buổi đầu này, hôm nay là buổi đầu tiên này, bạn làm quen với dự án,
qua mấy cái quy trình dự án rồi đó. Rồi buổi sau thì các bạn xem qua cái phần sơ đồ thiết kế mấy cái sequence diagram nó tool như thế nào, ý nghĩa của từng cái phần bên trong. Rồi thiết kế UI, sau khi phân tích xong thì thiết kế UI, cấu trúc dự án, xây dựng code. Xây dựng code, đây là các bạn code luôn rồi đó. Nó tới bước này là các bạn bắt đầu code rồi nè. Tới đây vẫn còn là lý thuyết. Các bạn sẽ, tới đây thì cũng được chạm vào tool rồi bắt đầu. Mấy bài trước các bạn có được thiết kế UI rồi không? Hay là làm quen với syntax React rồi? Angular rồi thôi. Rồi thì mấy cái này thì mình nói rồi ha, nó qua nó lại nè. Xây dựng cái file báo cáo. Thì báo cáo thì chắc là mình cũng cũng làm mấy cái note lại tính năng mình làm rồi nọ kia thôi. Cái gì? Mình sẽ có một cái bài về đóng gói và triển khai nè, là một ngày 3 tiếng. Mình nói về cái việc này. Viết test thì mình có hai buổi, mỗi dự án thì mình được 4 buổi nè, 4 buổi để mình hoàn thành. Rồi, thì bài đầu lý thuyết quá trời nhiều, cũng may quá, dạ. Mình cũng mới xong rồi. Ok rồi. Cho hỏi cái dự án mà cuối cùng này là mình sẽ làm song song trong cái quá trình mình học luôn, hay là khi mà mình học xong hết 45 giờ trên lớp rồi lúc đó thầy mới ra đề tài rồi nó bắt đầu làm này? Mình sẽ làm song song đó. Thì cái yêu cầu này, cái topic này nè, thì nhà trường cũng thoải mái lắm. Các bạn có thể suggest được cái topic luôn không? Mình cũng chưa biết là cái này có làm nhóm được hay không nữa. Để mình hỏi lại phía trung tâm xem có làm nhóm. Mình vẫn thích là làm nhóm hơn, để các bạn làm được nhiều feature hơn, các bạn có khả năng tương tác đó. Thì mình không biết là các bạn có ngại làm nhóm không, hay là muốn làm cá nhân hơn. Đây có bạn nào ngại làm nhóm không? Vì khi mà các bạn làm nhóm này nè, các bạn sẽ gặp những cái vấn đề về GitHub đó. Các bạn sẽ cần mình cũng thích làm nhóm. Thì các bạn sẽ được kiểu mình sẽ cố gắng mình gây các bạn làm nhiều tính năng hơn. Và khi các bạn làm nhiều tính năng vậy thì cách mà các bạn làm việc, mình phân rank ra, mình quản lý source code như thế nào, rồi mỗi ngày các bạn làm sao mà nó sẽ không bị complete code, hoặc là nếu lỡ complete code thì mình xử lý ra sao đó. Thì những cái trường hợp đó nó sẽ sinh ra nhiều vấn đề, nên các bạn sẽ học được nhiều hơn trong những cái vấn đề giải quyết đó. Vì hầu như mình đi làm, mình thấy mấy các bạn mà mới ra trường thì thường những cái case mà complete code mà bị mất code của các bạn khác đó, khi nó xảy ra rất thường xuyên. Thậm chí là có một số bạn không biết cách long cái repo về nữa kìa, cũng có nhiều cây lắm. Hoặc là cái công thức mà SSH key rồi đó, những cái đó thì mình cũng không rõ là các bạn đã làm hay chưa. Nên là thật ra nếu mà làm nhóm thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Thì kể vấn đề là làm việc nhóm nữa, mình giao tiếp rồi mình hiểu bạn bè mình, rồi đôi khi các bạn sẽ share được kinh nghiệm của các bạn với nhau nữa đó. Nhưng mà làm thì kiểu nếu một mình mà làm dự án cũng chán với bộ, cứ một cái tính năng là kiểu CRUD đó mà thêm sửa xóa đó mà cứ làm 3-4 mô đun cực chết. Cũng copy sửa tên nữa. Cho nên mình cũng muốn là có cơ hội các bạn làm nhóm á. Nhóm thì để mình tham khảo lại ý kiến của trung tâm xem, để mình biết được mình chia nhóm như thế nào phù hợp. Mình cũng không rõ được là các bạn ở đây đó có ready được với mấy cái yêu cầu đó hay không. Rồi để mình thảo luận xong rồi mình cho các bạn option. Mình cũng với trên tinh thần là mình muốn share với các bạn lắm, nên là làm như vậy thì sẽ mình nghĩ là sẽ ok với các bạn đó. Thì mấy cái topic này thì mình nghĩ là chắc các bạn đăng ký ha,
ví dụ thích ngồi làm web bán hàng vậy, có thể làm web chat chẳng hạn, cái app chat luôn cũng được, một cái thậm chí là game hay lưu dữ liệu, xử lý dữ liệu, những cái tính năng common nhất có thể thêm sửa xóa rồi import cái Excel hay là import cái Excel vào kiểu vậy, những cái phần đó là nói chung là mình gợi ý thôi thì có nhiều mà. Các bạn có hỏi thêm gì không? Hình như lớp mình có nữ mà đúng không? Mình thấy thì cũng có hình như là học online này mình không có tương tác được với bạn, cho nên là mình không biết mình dạy như thế này thì có phù hợp hay không, các bạn có hiểu hay không nữa chứ, cũng hơi ngại ngại đây. Nếu mà lên lớp gửi cho tụi em xin tài liệu với cả lab có thể. Ok rồi, mình sẽ gửi qua Zalo cho các bạn ha. Yeah. Với thầy triển khai cái template mà làm GitHub á, đầu giờ thầy nói. Ok rồi, thì sau bữa này mình sẽ gửi cho các bạn cái convention đó. Mấy cái đó cho các bạn có dễ có cái format follow. Giờ hôm nay mình đi sớm cả một tiếng đồng hồ. Rồi. Để mình đóng gói, mình zip nó lại, mình gửi qua Zalo cho các bạn luôn slide ha.
Rồi, mình vừa gửi qua Zalo cho các bạn luôn cả bài lab và bài quiz rồi. Thì chắc thời gian còn lại mình lướt sơ qua cái bài bài lab ha, xem mình thực hành cái gì. Thì bài đầu thì chắc mình làm về quy trình đó, nên là mình sẽ thử phân tích xem cái dự án mà mình làm nó có trong cái slide đầu, nó có cái trang tính năng giữa dự án React và dự án Angular đó, thì nó có cái phần tính năng, thì bạn sẽ dựa vào cái phần tính năng đó để bạn ngồi phân tích ra xem là mình có bao nhiêu cái robot backlog, các bạn thử estimate call cho nó hoặc là thời gian cũng được, estimate thời gian gồm hai cột luôn, một cột storyboard, một cột thời gian. Dựa vào mô hình from nè, mình có hai bài để mình ngồi mình list ra. Thì làm cái file Excel đơn giản thôi, mình có robot backlog, mình có các cái những cái feature, những cái backlog mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ làm để hoàn thành được cái dự án đó, tách ra rã ra những tính năng đó, rồi các bạn đánh bone cho nó, estimate thời gian cho nó. Thì trong này nó có cái ví dụ mẫu này, ví dụ như một cái dự án e-commerce là kiểu web bán hàng đó, thì đại loại như buôn bán sản phẩm. Thì cũng có mấy cái màn hình tính năng đơn giản như view view trang chủ nè, hầu như cái nào cũng bán hàng cũng sẽ có những cái trang như vậy, trang rủ đức đó. Rủ đức thì mình sẽ có danh sách nè, trong danh sách thì mình sẽ có tìm kiếm đó, có phân trang đó, có đầy đủ như vậy. Nhưng mà thường như ở đây nó sẽ là những user story, nó lộ ra thêm khái niệm user story nữa. User story này cũng nó là một cái câu nói, một câu nói kiểu là tôi là user chưa đăng nhập thì tôi được quyền xem rủ đức list đó, nó là một câu nói kiểu vậy, nghĩa thể hiện được cái tính năng, cái mong muốn của user đó. Thì nó sẽ ra một cái đó, thì mình đánh bone mình sẽ đánh trên user story đó. Đây mình sẽ có một click các tính năng đó, thì các bạn cứ hết ra về đánh bone cho nó đó. Thì bài tập đầu tiên nó sẽ như vậy, mà nó cho hai dự án thôi, các dự án thì các bạn có thể tạo sheet đang được. Rồi về cách nạp bài thì mình nghĩ là mình sẽ format cái đó, mình sẽ làm một cái style format rồi mình sẽ gửi cho các bạn sau ha. Thời gian thì chắc là cứ kết thúc buổi thứ hai thì sẽ là các bạn nộp là được. Cứ ví dụ hôm nay xong thì qua buổi hôm sau cho mình làm, mình học hết bài bài sau đó mình nộp bài tập, tạo cái folder những cái thức chẳng hạn, để hết những bài lab lên trên đó để mình review. Bài số 2 thì cũng dựa vào mấy cái tính năng đó. À, mình phân chia ở một cái ring nghĩa là gồm 2 tuần, 3 tuần đó, nhưng mà cứ là 2 tuần thì mình sẽ đưa những tính năng nào vào làm. Đó, xem thời gian tổ chức ra sao. Ngày mấy tới ngày mấy là làm tính năng đó. Trong ring nó còn có khái niệm tag best và end date các bạn nè. Thì thường các tích kịch mà sau khi mà phân công được đến một cái người nào đó, thì họ sẽ đánh đủ tiên hết rồi, thì dựa vào đó họ sẽ chọn cái task họ làm đó. Thì khi bắt đầu thì nó sẽ là tag best, thường là tag best nó sẽ bắt đầu từ ring luôn á. Khi các bạn có thể chỉnh sửa lại là ngày nào bạn làm task nào tag, xong rồi khi các bạn làm xong thì đánh end date, rồi nó sẽ có một cái từ due date nữa, là hạn chót end date không đó, rồi due date nữa. Người ta mong muốn là cái task đó làm nhiều nhất là tới ngày đó phải xong, để bộ phận test người ta còn vô nữa, để họ test xong thì còn release được. Chứ còn mình làm là kiểu cuối ring quá thì người ta test không kịp thì cũng không release được cái tính năng đó. Cho nên bắt buộc mình phải có due date, chứ không thể nào làm cuối ring được. Nhưng mà ở đây thì mình cứ làm theo mấy cột này là được rồi. Còn cái cột action tag date này ý là kiểu thực ra là mình mong muốn, cái này là mình landing mà, mình mong muốn tag date sẽ ngày này, kết thúc sẽ là ngày này. Nhưng mà thực sự mà mình làm á, mình sẽ update cái này á, thì nó sẽ là cái ngày thực sự làm. Thì những cái này kiểu mình landing thôi, còn thực sự đến lúc làm thì nó khác lắm. Action bone thì mình sẽ giải thích là kiểu như là thực sự khi mà mình làm lúc mà estimate 4 bone, nhưng mà khi mình làm thì kiểu
mình thấy đôi khi có những cái chỗ mà mình làm trước đó rồi, ví dụ như trang view rồi homepage rồi click thì chẳng hạn, thì có những cái cụm hình chung á, thì mình estimate cho homepage là tới 4 bold chẳng hạn đó, thì đến lúc mà làm view rồi click thì có những cái mình làm chung mình dùng lại được đó. Đó, thì bold mình sẽ làm nhỏ hơn, thực sự thì nó cũng 4 bold, nó độ khó như nhau, độ phức tạp như nhau, nhưng mà thực sự mình làm thì nó sẽ giảm lại đó, thì cái cột này ý nó phản ánh được cái chuyện đó. Thì bài lab thì gồm có hai bài như thế này thôi. Mấy dự án trước các bạn có được làm mấy bài lab về Windows được không? Có hết chứ đúng không? Còn bài bài quýt thì trả lời mấy câu hỏi trắc nghiệm thôi à. Đó, mấy cái bài mình học này, ví như mô hình phát triển dự án waterfall, mấy câu trả lời ABCD thôi. Những cái này phải làm, các bạn đánh vào câu trả lời thôi. Rồi chỗ nào đúng thì các bạn đánh X chữ V gì đó. Mình thống nhất thì mình thống nhất đánh chữ X đi. Đó, mình chỗ nào đúng thì mình đánh chữ X vào. Rồi mình nộp. Bài quýt với lại bài lab thì các bạn có câu hỏi gì không? Thầy ơi, ok, thầy cho em hỏi lại cái bên bài lab thầy, mấy cái thôi thầy, thì cái đơn vị đó là gì thầy? Em nãy em nghe em nghe không rõ nên em hỏi. Thì cái storyboard nó không có đơn vị, nó chỉ là một con số thôi. Nó là một con số từ 1 cho đến 100. Nhưng mà thường á, một ring á, cái độ lớn mà nếu như mà nó lớn hơn 13V á, thì người ta sẽ rã cái tab hoặc là rã cái feature đó ra cho nó giảm xuống, chứ nó không được vượt quá 13V. Thì đó là một cái tiêu chuẩn của mỗi mỗi ring, mỗi công ty, mỗi dự án, nó sẽ khác nhau hết đó. Nhưng mà về cơ bản thì cái con số storyboard nó to lắm. Thì trong một ring người ta sẽ cố gắng người ta rã ra, người ta rã cái tab nó thường 8V, từ 3V là hết cỡ đó, nó chỉ là một cái số điểm bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Thì cái con số bold nó sẽ là dựa vào rất là nhiều cái tiêu chí để đánh giá, nó là độ phức tạp của cái tính năng đó, nó có phức tạp hay không, rồi độ rủi ro đó, nghĩa là làm cái tính năng đó nó có ảnh hưởng đến những tính năng khác hay không, nếu lỡ tính năng nó làm xong mà nó sập đến những tính năng khác thì sao đó, mình sẽ đưa ra các rủi ro đó thì đó, để mình có thời gian mình kiểm tra mình làm để mình không bị xảy ra những rủi ro đó. Đó rồi cái vấn đề là thời gian đó, mình làm cái đó có nhiều hay không, nó có nhiều việc hay không đó. Thì nó có nhiều đánh giá, nhiều tiêu chí lắm. Thì những cái tiêu chí này trong slide này không có đâu nhé, search gửi cho các bạn một cái document riêng về cái chuyện storyboard này ở bên ngoài công ty thế nào, apply thế nào. Sau buổi học đi, sau buổi học thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái bài tham khảo về storyboard. Thì cái này thực ra là mỗi công ty nó mỗi khác, cho nên mình không biết suggest sao hết. Và lý thuyết là nó sẽ ngồi nó đồng thuận lại tất cả các mọi member trong một team sẽ đồng thuận lại với nhau ra con số. Đó. Thì các bạn sẽ thực hành, các bạn thực hành trước. Mỗi các bạn sẽ ngồi nghĩ xem feature đó mình đánh giá bao nhiêu vol. Một team thì mình chốt là sẽ làm 13 bôn đổ lại thôi, có nghĩa là trong 2 tuần, ring 2 tuần đi, thì các bạn nghĩ sẽ làm được bao nhiêu cái tính năng trong cái bài lab đó. Ví dụ như xem cái giỏ hàng nè, hay là xem trang trang chủ nè, xem trang product list nè. Đó, 2 tuần các bạn có làm được hết như đó hay không? Đó, các bạn sẽ ngồi rã ra xem. Bạn có thắc mắc gì thêm không?
Mình còn thời gian chắc mình lướt qua bài tiếp theo một ít luôn ha các bạn ha. Đây. Thì bài tiếp theo là mình sẽ phân tích yêu cầu mà nó tiếp nối với cái đầu tiên luôn đó chứ. Cái đầu tiên là phải nhận một cái thông tin dự án. Thông tin dự án đơn giản nó có cái title, nó có tên dự án hết cỡ. Đó, nó phân tích yêu cầu cụ thể ra dự án nó làm như thế nào. Rồi mình thiết kế dự án đó. Thì phân tích yêu cầu thì mình cũng ngồi nghĩ ra dự án nó làm những yêu cầu nào để phục vụ cho cái sản phẩm, phục vụ cho khách hàng. Ví dụ như mình làm một cái app quản lý nhà trọ chẳng hạn ha, thì nó chỉ có cái title dự án, như cái title là quản lý nhà trọ đó. Bắt đầu mình phân tích xem là quản lý nhà trọ thì làm gì trong đó, quản lý các cái phòng thì có những thiết bị gì, nội thất gì, điện nước, số điện, số nước đó. Thì từ những cái tính năng mà mình list ra hết cái tính năng ra đó. Thì xem những cái yêu cầu đó, mình ngồi nghĩ ra yêu cầu trước, yêu cầu là làm nhà trọ để quản lý những tính năng đó thì đáp ứng yêu cầu của người sử dụng chưa đó. Hoặc là tập khách hàng của mình là ví dụ như toàn lớp mà sử dụng cái sản phẩm đó, ví dụ như là nếu như độ tuổi mà là trung niên thì họ sử dụng điện thoại rành đó, thì mình sẽ đi thiết kế nó UI UX nó phù hợp đó. Hoặc là những độ tuổi mà về lớn tuổi mình sẽ thiết kế phong size lớn hơn đó. Đó là những cái mục. Thì sau khi mình phân tích yêu cầu, mình ngồi còn một cái việc vẽ sơ đồ giống như bài trước mình nói đó, vẽ mấy cái sơ đồ thực thi xem nó ổn không, là mấy cái UK đó nên vẽ được tính năng đó. Đặt vấn đề này như dự án React JS của mình đó, đi vào cái dự án luôn á. Thì ví dụ như công ty hay một khách hàng nào đó, họ có nhiều người họ sử dụng mấy dự án muốn dùng chat Zalo đồ nọ kia rồi, thì họ muốn có trên đó thì đâu có bảo mật đâu, thì mình chat thì thông qua một cái kênh khác, thì họ muốn xây một cái kênh chat đó, nằm trong nội bộ thôi, công ty mình biết thôi, không data không nó lọt ra ngoài. Thì vì thường mọi người chat với nhau, người làm việc mọi người phải gửi file tài liệu dự án nào kia, mình cứ gửi lên Zalo nào kia, bên Zalo họ thu thập được thì sao đó. Cũng đâu biết cơ chế như Telegram nó bảo là nó có cơ chế mã hóa thế kia, mình có biết thực sự nó mã hóa là nó mã hóa, nhưng mà bên nó vẫn lấy được thì sao đó. Nó cũng sẽ có những chính sách nó bảo vệ người dùng thôi, nó lộ thì nó đền tiền thế này thế kia, thật ra nó lấy mà cũng đâu biết được đúng không. Cho nên sẽ có nhu cầu đó, sẽ có nhu cầu là xem một cái ứng dụng chat làm riêng trong công ty thôi, không có để lộ, không có bị mất dữ liệu đó. Hệ thống chat thì phải cho người ta đăng nhập, đăng ký rồi nè. Tính năng quan trọng là phân quyền. Người tạo group thì có thể thêm được nhân viên, có thể làm cho ai có quyền admin chẳng hạn. Đó. Mỗi người thì có quyền rời nhóm. Đó. Thì khi mà mình nghe một cái dự án như vậy thì
mình còn phải đặt vấn đề xem những nó còn những yêu cầu nào để mà đáp ứng được với thị trường, với khách hàng của mình đó. Nhưng mà nói thiệt chứ khi mà mình nhận dự án thì mình thấy hầu như khách hàng đưa ra những yêu cầu đó cũng đơn giản, có mấy cặp đầu dòng mà đó. Nhưng mà mình đòi tiền cũng được. Đi làm khi mà gặp những dự án như vậy thì công ty nó hay vẽ lắm, họ ngồi vẽ ra. Thì thông thường những cái trước mình có làm viên sơ của ông anh chỉ nhu cầu là quản lý nhà trọ thôi. À, tại vì những cái anh mà lớn tuổi đó là họ chỉ có nhu cầu là tôi có bao nhiêu cái phòng đó, mỗi phòng thu hàng tháng nhiêu đó tiền thôi. Nhưng mà những cái app nhà trọ bây giờ nó sẽ có rất là nhiều cái tính năng trong đó, nhưng mà người ta sẽ rất là khó xài, người ta không có nhập hết được thông tin như trong đó. Họ đưa ra cái hai yêu cầu cơ bản là giờ người già dùng quản lý được các cái phòng, thu được phòng nào rồi, phòng nào chưa thu hiện lên vậy thôi. Đó. Bắt đầu mình cũng ngồi phân tích ra là gồm có những cái tính năng nào, đó, các cụ có cần phải login vào hay không, đó, hay là chỉ cần nhập số điện thoại rồi nhận mã OTP là được. Đó, mình bắt đầu mình phân tích ra làm sao mà mình vẫn có thể bảo mật được cho khách hàng, nhưng mà vẫn đảm bảo được những cái tính năng mà phù hợp với người ta mà không có gây khó chịu, không có gây thêm nhiều cái rườm rà, vừa đúng với yêu cầu mà mình vừa có khả năng mình deal được với khách hàng, để mình có cơ hội mình nâng cao cái chi phí lên, mình thu được lợi nhuận hơn từ phần mềm. Chứ nếu mà mình không deal những phần đó thì thực ra các bạn làm thì các bạn cũng phải làm hết à, cũng phải làm login đăng nhập. Nhưng mà khi bạn làm như vậy kiểu như mình cứ mặc định là phải có cái này thì họ không biết đâu. Thì đó cũng là một cái cách để mình phân tích cái yêu cầu, xong mình sẽ đưa ra nhiều tính năng. Như thường á là có yêu cầu xuống mà gửi cho các cái bên mà outsource họ báo giá đó, chưa cho họ vẽ ra nhiều tính năng, nào là phải đảm bảo được 300 người đăng nhập vào cùng một lúc, hay là bao nhiêu người mua hàng một lúc không bị sập hệ thống. Họ đưa ra rất nhiều cái phi tính năng đó. Dữ liệu thì bao nhiêu record lưu vào, lót lên bao nhiêu record thì không bị giật, không bị lắc đó. Những yêu cầu phi tính năng đó hầu như là mọi người đâu có nghĩ tới đâu. Những cái người mà đưa yêu cầu khách hàng họ đâu nghĩ tới đâu. Thường là họ chỉ cần biết là tính toán là kia là ok rồi. Nên là những người mà người ta làm phần mềm thì người ta sườn để đưa ra những yêu cầu đó để người ta chẹt thêm tiền đó. Nên là mình phải cần phân tích yêu cầu, đặt vấn đề, hỏi xem khách hàng có cần hay không. Họ sẽ có những cái tuyệt chiêu mà đặt ra vấn đề xong rồi khách hàng chỉ biết gật đầu thôi, không từ chối đó. Thì cái bước này là cái bước mà mình phân tích, đưa ra những cái yêu cầu của mình phù hợp, vừa phù hợp với mình, vừa phù hợp với khách hàng, giữ cái lợi cho mình, giữ cái lợi cho khách hàng nữa đó. Thì cái dự án của mình đó, thì quay lại dự án của mình đăng nhập nè, đăng ký, xong rồi chat với một bạn nào đó, mình chọn được những nhân viên nào đăng nhập vô thì sáng xanh lên thì mình được chat chung với họ đó, mình được tạo group đó. Tạo phòng chat là tạo group đó, mời đồng nghiệp tham gia vào. Nếu mà được thì nâng cao hơn thì mình có thể mời vào được thì mình mời ra được đó. Gửi tin nhắn thì kiểu mình lưu xuống database. Thì mấy cái này là trong database của Firebase đó các bạn. Firebase nó có cái phần data real time đó, thì trong đó nó lưu data nhanh lắm. Bạn gửi đi cột xuống gần như là real time luôn á, nó lưu xong rồi nó gửi ngược về. Cho nên mình có thể dùng cái tính năng đó Firebase để mình build cái ứng dụng này. Một công cụ giúp cho mình làm cái dự án nó nhanh hơn. Đăng nhập thì mình có thể dùng đăng nhập bên thứ ba, đăng nhập bên Google bằng account Google nè. Rồi bạn làm quen với authentication là kiểu OAuth như vậy đó, authent với bên thứ ba như vậy thì mình sẽ làm nhiều hơn. Có thể authent với GitHub nè, đủ thứ account hết. Mỗi account authent lấy được một số thông tin, dù người ta login bằng Google chẳng hạn đi, mình sẽ lấy được Gmail nè, avatar nè. Nếu bạn nào mà kiểu không kỹ để những thông tin như là số điện thoại đồng nào kia mình lấy hết đó, đó cũng là một cách.
Đây là những cái bước mà mình nói nè, cái ngành phân tích nè, mình sẽ ngồi nè, cái bước mà liệt kê ra tính năng, ngồi nghĩ ra những cái UK người dùng để đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, liệt kê ra hết những cái hành động, hành vi của người dùng, thậm chí ngồi người dùng ra thì người dùng phải chỉ rõ ra, ví dụ người dùng là mình xem thông tin gì, người dùng là quản trị họ được xem thông tin gì, khi mà phân tích yêu cầu dự án này thì cái bước mà mình nghĩ là mà cần làm đầu tiên chính là Q&A, như là khi mà khách hàng đưa mình thì bên mình họ đưa ra đầu dòng ngắn lắm, một hai cái đầu dòng đơn giản à, cho nên phải Q&A mình hỏi lại thiệt là rõ với người khách hàng đó, dẫn cho mình đọc cái tài liệu, em sẽ hỏi lại hết những cái yêu cầu mình chưa rõ, sau khi mình hỏi xong rõ ràng hết à, bắt đầu mình mới ngồi mình liệt kê những cái tính năng à, nếu trường hợp mà khách hàng không có tính năng cho mình ha, tính năng thì đương nhiên khách hàng nó cũng sẽ đưa ra mấy yêu cầu đơn giản đó, thì mình cũng phải ngồi viết lại tính năng này có bao gồm cái này hay không, đó là Q&A á, dựa login nè, vì đơn giản là đăng ký tài khoản, đăng nhập thì đăng ký thì lưu ở đâu đó. Đăng nhập thì đăng nhập bằng gì, đăng nhập bằng tài khoản password hay là đăng nhập ở bên thứ ba Google đó, mình sẽ đặt những câu hỏi như vậy để xem khách hàng họ confirm ra sao, mà nếu như bạn có kỹ thuật hơn vậy sẽ đặt câu hỏi là mình hướng khách hàng đến cái câu trả lời mà mình muốn luôn đó. Kiểu như là đăng nhập thì bây giờ như ứng dụng bây giờ tùy theo ứng dụng nữa, ví dụ dự án đó là như vậy là chọn đơn giản những người già chẳng hạn, bây giờ đăng nhập mà kiểu nhanh nhất thì các cụ hãy nhập số điện thoại vào xong rồi chờ nó gửi tin nhắn OTP, nhập mã OTP là được, chứ giờ đăng ký Google phải nhập username password tạo account cái thứ thì cực lắm đó, mình sẽ hướng khách hàng kiểu là họ sẽ thấy dễ với họ và thường họ sẽ có xu hướng là họ ok luôn ngay lúc đó, đó. Thì cái này nếu như mà các bạn có cơ hội làm freelancer các bạn sẽ được tiếp nhận mấy cái, nếu như mà được các bạn làm đầu tiên là làm outsource trước, các bạn gặp mà cái bảng báo giá bạn sẽ làm quen dần cái format mấy cái rep data trước trời nó kia xong xuôi hết đó, rồi bạn làm freelancer thời gian xong các bạn sẽ nhận ra là mình sẽ có những cái kỹ năng đó đó, sẽ giúp cho bạn làm rõ được nhu cầu nhanh lắm, hỏi rất là kỹ khách hàng, kỹ ra xong rồi mình sẽ có được chiêu hướng khách hàng đi theo mình luôn đó. Làm thế này này làm thế này thấy làm thế này bây giờ ít có ai maintain cho anh lắm đó. Anh phải sử dụng công nghệ này nè, vừa nhanh vừa gọn đó, nhiều người support anh, lỡ mà anh không liên hệ được với em thì bên ngoài kia có rất là nhiều người giúp đỡ chẳng hạn thế đó. Sẽ hướng họ làm theo hướng của mình mà họ cũng phải happy nữa nha, chứ không phải hướng mà kiểu hướng nhà họ xong rồi họ bỏ chạy đâu. Rồi ngồi cái đó thì mình được xem là trang homepage nè, trang chủ nè, gồm cái giao diện như thế nào, xem thông tin tài khoản thì gồm có những thông tin nào, đặt câu hỏi, mình đưa ra những cái thông tin của yêu cầu xong mình sẽ đặt câu hỏi rõ ra. Đó, thông tin tài khoản thì coi những gì mình sẽ list ra luôn để sau này mình làm cái UK class diagram này nó cũng sẽ từ mấy cái này nó sẽ hình dung ra luôn, tài khoản thì bao gồm gì đó, username, email, địa chỉ nào kia rồi đó. Gửi tin nhắn thì được gửi những nội dung gì, tin nhắn có phải check xem là có gửi những nội dung nhạy cảm không, hình ảnh có được đính kèm hay không, có được gửi file không đó. Đặt những câu hỏi khi mình nhận cái này là mình phân tích yêu cầu dự án, đối với dự án này thì nó như thế này thôi là được, nhưng mà khi mà các bạn đi làm gặp những cái khi mà những này các bạn nên có những cái câu hỏi làm rõ nó hơn, làm nó rõ đến mức có thể mà các bạn hiểu được đủ nhất để làm mà không bị sót hay nào hết, mà không phải làm dư hay là làm thiếu với yêu cầu khách hàng đó. Đặc biệt là khi bạn làm với khách hàng mà kiểu mà làm freelancer thì mấy cái này các bạn phải cẩn thận đó. Làm với họ thì phải deal rõ ràng ra,
những cái tính năng nào cần làm đó, chốt, rồi mình sẽ estimate thời gian dựa trên những cái thông tin đó, tránh những cái trường hợp mà mình cứ nghĩ là ừ gửi tin nhắn thì chắc là gửi cái message thôi, một cái thông điệp qua bên kia gửi lại là xem được rồi. Nhưng mà bên trong đôi khi họ muốn là phải gửi được sticker, những cái mặt cười, những cái icon đó, rồi hình ảnh là phải đẹp, phải giữ được độ phân giải gốc đó. Đó là những cái thông tin mà mình phải hỏi, phải làm rõ, tránh để khách hàng dẫn mình. Ví dụ như anh muốn gửi chat giống như là iMessage của iPhone chẳng hạn, thì những cái đó phải làm rõ ra iMessage iPhone cái những tính năng nào sao mình biết đó, phải ngồi mình tích hết ra cái mục đó, họ bỏ qua nào hết. Khách hàng ghê lắm, đôi khi họ dùng cái cách đó để họ điêu ngược với mình đó, kiểu là à giờ em làm xong hết rồi nè, giúp anh làm thêm cái này nữa đi đó. Thì đó là cái mà hay xảy ra, nếu mà không có chuyển giao làm cho cái dự án nó hoàn thành sớm mà cứ tiếp diễn gì hoài á. Về dự án Angula thì React thì chắc mình build với design size như vậy rồi, Angula mình sẽ làm một cái dạng hướng về kiểu phần quản lý hơn, mạnh về module, làm ở hướng admin thì để thêm sửa xóa nè. Database thì mình dùng Firebase thì nó cũng đã có UI rồi, nó cũng đã sơ UI lên hết rồi đó. Nhưng mà mình chỉ làm dự án Angular nữa để làm quen với này, mình sẽ load dữ liệu từ phía Firebase lên, sơ dữ liệu lên, thêm sửa xóa nọ kia đồ, không có tính năng đăng nhập. Rồi dữ liệu mà từ bên mình chát bên React nè, mình sẽ lưu xuống Firebase đó, mình sẽ load lên. Tab thì chắc là mấy cái khi mình quản lý kênh chat này, mình quản lý account, thậm chí là mình có thể coi mình làm nâng cao hơn, mình làm mấy cái biểu đồ xem là nhân bạn nào chat nhiều đó, ngày chat bao nhiêu tiếng luôn, được thống kê như vậy. Như Slack á, Slack là một cái nền tảng chat mà mình thấy doanh nghiệp dùng rất là nhiều, thống kê, mình có thể tham khảo những cái tính năng nó làm thống kê như thế nào, nhân viên nào chat nhiều, kênh nào thì nhân viên nào hoạt động nhiều nhất đó, kênh nào thì dữ liệu upload file nhiều đó, các cái tệp đính kèm ở cái kênh đó nó nhiều hơn những kênh còn lại đó, tháng này mình sử dụng bao nhiêu data, lưu bao nhiêu dung lượng đó, những cái cách thống kê vậy đó, thì những cái tính năng đó nó sẽ nâng cao hơn. Các bạn cũng có thể cân nhắc đó là một cái topic vào dự án cuối kỳ cũng được. Thực ra khi mình làm nhiều như vậy, mình mới có cơ hội mình chạm vào những phần xử lý data, mình chạm vào những cái phần chẹt rồi nè. Đi làm cũng gặp xử lý chẹt cũng rất là nhiều. Chẹt tròn là nhiều. Những cái chẹt line, biểu đồ đường, rồi biểu đồ kết hợp. Thì các bạn chạm vào những cái phần mà báo cáo như vậy thì thường các bạn sẽ làm quen với cái dữ liệu chạy đó. Backend á, lúc mà mình đi làm backend nó gửi dữ liệu về cho mình đó, nó sẽ không có đẹp đâu, nó sẽ là có thời gian thăm tem data thì nó sẽ query dữ liệu từ nguồn từ nhiều bản mà nó thành ra nó tính toán nào kia, nó gửi về cho mình là một cái data cũng thô lắm. Và API đó là API thì nó phải phù hợp với nhiều cái dự án nữa, chứ không phải riêng về một cái UI nào hết, cho nên nó không thể trả về đúng như UI chẹt nó được đó, nó phải làm common. Thì khi các bạn làm xử lý chẹt thì data gửi về các bạn phải xử lý lại cho phù hợp với cái chẹt đó, rồi các bạn mới đưa lên. Đó là những cái chẹt mà tỉnh, chẹt mà tay tích update nó không có nhiều. Rồi những dữ liệu mà kiểu dạng như retail, những chạc như kiểu crypto đó, kiểu mỗi giây mỗi update đó, nó làm những cái đó thì độ khó còn cao nữa.
Thì cũng tương tự như bên dự án React ha, mình cũng ngồi mình list ra những tính năng chính. Mình làm mấy cái này để mình tiếp cận được với chat này. Tài khoản người dùng làm tính năng upload thử, thay đổi hình ảnh avatar, đó cũng là một tính năng. Upload file, lưu file như thế nào. Ở những dự án nhỏ nhỏ thì mình lưu file, mình lưu trực tiếp lên cũng được. Trên Firebase nó cũng có một cái tính năng là file store rồi gì đó, file store lưu được trong đó, mình có lấy về được, dùng cái link. Nhưng mà làm với Firebase cũng là một cơ hội để mà mình trải nghiệm ha. Ví dụ như mà mình làm những dự án mà kêu mình tự build mà mình viết API trong trong máy á, kêu bạn upload lên, bạn gửi request như thế nào, đó, gửi request qua cái network như thế nào để nó lưu cái file nó xuống mà không bị vỡ form như thế nào đó. Đó cũng là một cơ hội để mình tiếp cận để xem có gặp vấn đề hay không, xử lý. Đó là những dự án đơn giản á. Khi mà các bạn làm về backend á, phía backend mà lưu file xong rồi xuống file rồi đó. Nhưng mà chỉ lưu trong cái máy đó thôi, thì cái file mà các bạn lưu trong cái máy đó, các bạn deploy lên chỗ server nào để làm server đó thôi. Thì lỡ đâu mà các cái cân bằng tải đó, nhiều nước khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, server đặt khác nhau, thì cái chỗ bạn lưu file đó, nó phải nhiều chỗ trỏ đến được. Còn riêng trong máy bạn thì người ta không có đọc được cái file đó thì nó sẽ bị chết những cái tính năng đó. Nó cũng là một kinh nghiệm ngoại lệ. Và riêng file to thì mình nghĩ là ok rồi, thì nó xử lý luôn cho mình cái phần Google Cloud, nó đưa lên hết lên trên đó rồi. Người chỗ nào mình truy cập nó cũng thông qua cái đường link đó, mình lưu về được là được. Cách mình download từ một file từ Firebase về sẽ được tiếp cận, ví dụ như mình có tính năng download chẳng hạn, export đó, như cái biểu đồ chat thì mình xem UI rồi mình muốn xuất báo cáo, mình muốn in ra để mình xem, mình cũng có thể làm được tính năng đó. Thì những cái tính năng này là kiểu cơ bản ha các bạn ha, các bạn hoàn toàn có thể làm hơn những gì mà các bạn có thể ha, không nhất thiết đâu. Thậm chí là các bạn có thể đánh đổi luôn, các bạn có thể là không làm biểu đồ chat thì mình thêm một tính năng khác mình thay thế. Nhưng mà miễn là các bạn học được những cái issue từ những cái tính năng mà bạn làm đó. Xử lý kết dữ liệu nọ kia, lưu vô trong mấy cái storage ở phía client side này, local storage, session storage rồi đó. Đó, nghiên cứu thử những cái đó, IndexedDB, những cái đó để mình có cơ hội mình chạm trán những cái alo, cái tai nghe của mình vừa hết pin, mình chuyển qua dùng mic, các bạn còn nghe không? Ok, còn nghe rõ mà đúng không? Có rè hay gì không? Rồi. Thì đó. Nói chung là các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra những cái tính năng import Excel PDF nè. Excel thì có CSV nè, Excel luôn import ra thì có gặp vấn đề về lỗi file, lỗi font không. Rồi sau khi mình có được nghĩa đó rồi, bắt đầu mình còn nghĩ đến việc vẽ sơ đồ, viết cái document, mỗi file framework, ngồi vẽ ra mấy sơ đồ dự án UK, LUT, diagram,
Thì nó có hiện tại thì nó có nhiều sơ đồ dán lắm trong cái tài liệu FRS đó, cho nó có nhiều lắm, nó có UK log diagram, activity diagram, sequence diagram, chưa nó còn một đống cái nữa. Những cái mà phổ biến mà dễ gặp nhất á, dễ gặp nhất là cái activity với lại cái sequence diagram. UK là chắc chắn phải có rồi. UK như ở bài trước mình có giới thiệu sơ qua đó. Thì nhìn vào cái UK thì mình sẽ xác định ngay được các đối tượng tham gia. Mình xác định được những cái tính năng của cái user đó tương tác với hệ thống. User tương tác với những cái hệ thống nào, thông qua những tính năng nào, thể hiện mối quan hệ giữa cái đối tượng. Lý thuyết thuần quá, để mình kiếm cái file nào đó share cho các bạn xem một cái tài liệu SRS nó cụ thể. Đây mình sẽ share cho các bạn xem một cái tài liệu SRS về GitHub. Tài liệu này lâu rồi ha, từ hồi sinh viên. Liệu thì nó sẽ có phần record gen, phần này nó mô tả về ngày tháng bao nhiêu đó. Đó mình thêm nè, hay là mình modify, là mình sửa hay mình delete. Đó, những action version của cái document. Đó. Sẽ có menu nè ha, định nghĩa và mục đích đó. Cái từ khóa trong sử dụng trong cái này, những từ viết tắt nọ kia đó, tài liệu đó. Mình sẽ lướt sơ tới cái phần UK diagram cho các bạn xem ha. Mục đích nè, từ viết tắt nè. Rồi mình sẽ có một cái chỗ để mình định nghĩa UK trước. UK nó sẽ có cái mã, thường thì sẽ làm việc qua cái mã này hết đó, chứ còn UK nó dài lắm, người ta sẽ đặt cái mã, cái tên. Ví dụ như là GitHub của mình sẽ có tính năng là quản lý các cái issue đó. Thì mình sẽ mô tả cho cái tính năng đó là cái gì, chứ UK là cái gì, người ta kỹ ra. Còn cái name thì thường người ta sẽ viết ngắn gọn thôi, người ta sẽ làm việc với cái mã này. Mình sẽ list ra hết tất cả cái UK ở trên. Đây, bắt đầu tới đây mà bắt đầu mình mới functional requirement mình là bắt đầu tài liệu tính năng của nó nè. Đó, với UK01 nè. Description thì mình ghi lại nè, actor là ai, là người dùng. Đó, trigger ở đây là cái hành vi mà người ta thao tác đụng với UK này, người ta click vào một cái button là new issue trong cái repository. Đó, khi các bạn tạo cái repo đó thì trong nó sẽ có cái button ở phía bên trên cái menu đó là new issue đó. Đó, thì khi người ta click vào đây thì cái trigger đó, thì actor là trigger này. Đó, điều kiện đó, thì người ta phải đăng nhập trước đã người ta mới coi được. Đó. Thì sau khi mà làm cái user category này thì người ta sẽ tạo được cái issue này. Đó. Cái đó là UK bắt đầu activity nè. Thì tương tác giữa actor với system. Đó, một cái tài liệu mà người ta viết thì nó sẽ như vậy. Đó. System thì làm nhiệm vụ gì, thì user làm nhiệm vụ gì, thì nhìn vào cái activity ấy, người ta sẽ nhìn thấy được là cái phần việc đó nó nằm ở system hay nó nằm ở user. Đó. Nếu nó nằm ở system thì mình sẽ design như thế nào, kiểu như thế. Đây là hình chụp mô tả cho cái UK đó. Đó.
mình sẽ lướt sơ qua thôi các bạn ha, các bạn có thể xem tham khảo cái tài liệu bên ngoài làm như thế nào. Đó, sequence diagram nè, ý muốn nói nè, user họ sẽ đi từ cái tính năng nào đó, gọi cái function nào đó, để thông qua một cái những cái view đó, rồi có cả controller nếu mình làm rõ hơn thì dựa vào cái này nè, dựa cái SRS này các bạn hoàn toàn có thể làm thực hiện được coder được đó. Cái list của button nè, thì đầu tiên phải hiển thị ra cái form để người ta nhập nè, thì đó là ở cái màn hình là issue view nè. Sau khi người ta nhập nọ kia xong xuôi hết list submit chẳng hạn, thì lúc đó thì bắt đầu mình mới gọi từ cái view này, nó mới gọi lên đến controller của bên hệ thống mà. Đó, lúc đó nó mới xử lý nọ kia, lưu xuống database dữ liệu và nọ kia, nó mới gửi về, nó mới cho user nhìn thấy. Đó, đây là kết thúc. Thì dựa vào những cái này là những cái hàm luôn đó các bạn. Đó, những cái hàm mà mình xử lý bên trong code luôn đó. Nó là cái quy trình mà người ta làm ra. Cái này cũng là sequence diagram. Mình sẽ vẽ ra hết những cái case như vậy. Mình mô tả thêm một vài cái UK nữa. Ví dụ như UK là tìm kiếm một cái file nè. Đó. Có tên, có mã, đó, có trigger. Đó là những cái mục mà để mà mô tả một cái UK. Và những UK thường là nó UK nào có cái điều kiện trước đó, thì người ta sẽ note vào đây, không thì thôi. Đó. Thường thì những cái tính năng này thì nó phải login vào, thì đó là điều kiện tiên quyết rồi. Mình kiếm cái activity diagram nào đó cho các bạn xem có nằm ở đây không. Đó, user story nè. Cái này là một cái tài liệu ngày xưa của mình làm thôi. Mình sẽ kiếm một cái dự án thật xem các bạn. Đây. Your bank relationship của FPT Software. Nó cũng sẽ có mô tả lại thấy không, thêm sửa xóa cái từ khóa sử dụng đó, cái version. Thì tài liệu này thì người ta cũng đã xóa cái phần bảo mật rồi đó. Nếu các bạn có nhu cầu thì mình cũng sẽ share cái này cho các bạn tham khảo ha. Đây là cái outline này. Nó cũng có sẽ mục đích nọ kia, note nọ kia, mình cũng follow tới cái này mình làm đó các bạn ha. Diagram mình sẽ xem cái phần này xem đó, người ta sẽ mô tả nè. Ví dụ như là sẽ có những actor là admin nè, admin sẽ có quyền login nè, quản lý. Trong quản lý này thì nó sẽ có những điều kiện nào đó nó check trong này nè, include này sẽ bao gồm những điều kiện nữa, bao gồm những tính năng như là xem đó, xem danh sách, xem chi tiết, thêm sửa xóa những cái phần quản lý. Thì thường cái user UK diagram này nó sẽ thường là hai cấp thôi các bạn ha. Còn nếu mà muốn vẽ sâu vô nữa thì bắt đầu nó tách ra từ đây, nó vẽ sâu nữa, nó sẽ subsystem. Đó, thường nó sẽ hai cấp như thế này thôi là nhiều lắm. Rồi bắt đầu nó sẽ dùng những cái cách khác để nó biểu diễn cái sơ đồ. Nó chỉ view ra những cái tính năng, những cái action, những actor tham gia vào cái hệ thống thôi, những cái system nào tham gia vào, feature sao thôi. Thì mối quan hệ là hết. Mình sẽ gửi cho các bạn xem cái này để các bạn tham khảo ở bài sau ha. Ở bài sau các bạn có những cái bài lab đó, mình sẽ gửi cho các bạn tham khảo đó, các bạn có nhiều góc nhìn hơn về các cái tài liệu SRS này. Thậm chí nó sẽ có direction vector nữa này. Có bao nhiêu cái actor tham gia vào như thế nào mô tả là nó sẽ có danh sách các cái UK nè, nó sẽ liệt kê trước, còn xuống nó sẽ dùng cái mã này để nó mô tả cái UK đó chi tiết hơn, nó list hết ra các UK. Rồi UK này có bao nhiêu actor tham gia nó cũng sẽ đánh vào ha. Đó,
Sau đó họ sẽ vẽ đây mô tả nè, mô tả kỹ ra mã gì, trigger là bấm cái gì đó. Có này không có recognition thì không để gì hết đó. Đây là cái format mà của FPT họ làm. Bạn nào có cơ hội làm với nó chắc cũng thì gặp cái này, nhưng mà giờ đi làm outsource thì mình nghĩ chắc cũng hiếm hiếm lắm, ít khi nhìn thấy này. Nó toàn là bọn các bạn bên BA làm xong rồi bàn giao bên kia, thường sẽ nhìn thấy chi tiết là ở trên cái Jira ticket đó, họ sẽ cớp hết tất cả cái mô tả lên trên cái ticket đó, họ mô tả các bạn làm luôn. Dẫu đó khi mình thì nó cũng là một cái nơi nào đó tóm gọn đầy đủ nhanh nhất để các bạn đọc hiểu nhanh, chứ không hẳn là phải có một cái tài liệu mà có quá nhiều tính năng vô mình phải sệt như này đâu. Thường mọi người sẽ làm cho nó ngắn gọn lại, thậm chí đôi khi nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề security bảo mật nọ kia rồi đó, cho nên thường các bạn sẽ hiếm mà nhìn thấy một cái document mà nó toàn diện đầy đủ hết. Thì như mình nói đó, cái file này mà nó lộ ra ngoài đó, thì coi như cái phần mềm đó, nó cũng open source theo luôn á, nên thành ra là người ta sẽ đi làm thì người ta sẽ cố gắng người ta phân tích rã ra nhỏ nhất, rồi các bạn follow theo cái tab đó, các bạn làm theo cái tab đó thôi. Activity như mình nói lúc nãy nè, actor và system, nó họ chia ra các cái đối tượng mà tham gia vào, xem thử cái tính năng đó, cái hành xử đó nó nằm ở cái đối tượng nào. Họ từ đó họ mới thiết kế ra lab diagram, rồi trong đó họ sẽ bổ sung những phương thức cho từng cái actor đó đó. Thì cái này đi trước xong rồi mới tới cái lab diagram, họ xác định được cái phương thức đó, họ sẽ ra được cái phương thức. Các bạn có câu hỏi gì không? Bài hôm nay thì chắc mình dừng tới đây đi ha. Buổi đầu tiên mà mình nói cái nhanh quá không? Các bạn cho feedback đi. Alo mấy bạn ơi. Dạ, nói bình thường không có nhanh thì ơi. Bình thường hay là nhanh? Chưa nghe rõ. Bình thường. Ok, thì mình nghĩ lý thuyết mà, cho nên là thôi mình chủ yếu là các bạn cứ đọc đi, đọc qua slide, có những cái keyword nào mà các bạn thấy nó hơi lạ mà chưa hiểu thì các bạn cứ nhắn tin riêng qua Zalo đó. Không thì gửi mail cũng được. Mình cũng sẽ gửi thông tin của mình lên trên đó để các bạn có hỏi thăm cái gì thì hỏi. Thì mình cũng mong là tới mấy cái bài thực hành để cùng với các bạn code đồ, chứ còn lý thuyết thì kiểu nó cũng hơi hàn lâm. Mình chủ yếu là mình xen kỹ được mấy cái bài học kinh nghiệm mà mình đi làm được, mình gặp mình share cho các bạn để các bạn có cơ hội hơn, có nhiều góc nhìn hơn. Chứ còn lý thuyết này cũng như cái bài này thì đi phỏng vấn cũng ít có người hỏi tới nữa. Thì như quy trình nữa thì nó cũng hiếm lắm. Đôi khi người ta cũng hỏi là bạn làm thế đó chưa, giải thích sơ sơ là thế bạn có biết rồi đất lóc là gì không, là thế thôi. Tôi có hỏi sâu đến mức mà ấy đâu, cho nên là cũng không có ấy lắm đâu. Mình nắm sơ qua kiến thức này để mình biết là một cái dự án cần làm những cái việc vậy đó. Thì chắc là bài này mình dừng ở đây ha các bạn ha. Rồi qua hôm thứ tư, hẹn gặp thứ tư rồi mình sẽ nói tiếp những slide còn lại. Thì các bạn về làm bài lab đó với lại bài quiz đó. Rồi hôm sau học xong thì mình sẽ gửi cho các bạn cái format GitHub như thế nào đó để các bạn follow theo. Làm thì nó sẽ mọi người nó có theo cái chuẩn đó rồi nó cũng dễ. Rồi mình cũng sau buổi này mình cũng thảo luận lại bên trung tâm xem mấy bên họ có đồng ý việc là mình sẽ làm nhóm hay không đó. Mình sẽ mở rộng cái đó ra cho nó dễ hơn, dễ cho các bạn học hỏi được nhiều hơn.
Rồi các bạn có câu hỏi gì cho mình nữa không? Nếu không thì mình kết thúc hôm nay ở đây. Mình dừng lại đây một phút nha, nếu có câu hỏi nào thì các bạn hỏi nha. Nếu có câu hỏi thì các bạn sắp xếp lên lên lớp đi, học cho vui, giao tiếp rồi nhìn mặt rồi cho nó mình biết được các bạn có follow có thích không. Nhiều khi mình cũng mới truyền tải thông tin thì mình cũng không Ủa, hiểu. Ủa thầy cho em hỏi cái lớp 1 á là ví dụ mẫu là làm y chang giống vậy á, là thầy làm theo cái file Excel á thầy? Đúng rồi, đúng rồi, làm theo file Excel đó. Nhưng mà cái dự án của mình thì mình sẽ follow theo dự án React với lại Angular. Nhưng mình sẽ tạo file Excel với những cái sheet như vậy, với những cái cột như vậy. Xong rồi mình sẽ fill data của cái dự án Angular với dự án React của mình vào đó. Mỗi dự án mình tạo một file đi, một file Excel đi, riêng cũng được, riêng ra đi cho nó dễ. Rồi, các bạn nào hỏi gì nữa không? Trung nè, thấy tắt mic mở mic nè. Để bữa nào sắp xếp được lên học ớt. Ok. Rồi thì có gì á, mấy bạn mà có lên lớp á, thì các bạn nhắn lên trên group đi. Hoặc là nhắn riêng cũng được. Hoặc là hôm nay có lên lớp không, mình sắp xếp mình lên. Chứ mình lên một mình ngồi ở đây cũng sợ lắm. Ngồi có một mình hả, buồn thiêu. Sợ ngồi hồi nhìn thấy ai xỉu quá. Nha, vậy nha các bạn nha. Rồi cái gì hẹn gặp vào thứ tư. Rồi chào các bạn nha, mình tắt đây. Em chào thầy. Rồi chào Vy, chào các bạn. Rồi.